ơi, xin chào tất cả các tình yêu mới vào nhá. Các chị ơi, mới vào thì chấm phải xem cái đi ạ. Chấm phải xem cái thì để em biết được là cái sự hiện diện của các bác ở đây các chị yêu nhá. Mới vào thì chấm phải xem cái đi các tình yêu ơi. Em chào chị Tâm Tít này, em chào chị Hương Nguyễn này. Các tình yêu ơi, chấm phải xem cái đi. Em lên luôn cái mã vào 1 nhá. Nhà em đang về rất là nhiều kiện hàng mới. Hôm nay về rất là nhiều hàng mã mới luôn. Nên các chị yêu mới vào thì chấm phải xem cái đi. Để em biết được là các bác ở đây, em lên luôn cái mã vào mới các chị yêu nhá. Lên mã vào mới và hôm qua xả rất là nhiều rồi. Thì cuối like nhé, em sẽ xả tiếp nhá. Xả tiếp và ưu tiên cho những bác nào mà chấm phẩy từ ngay đầu like luôn. Thứ nhất là nó sẽ không bị ẩn comment này chị yêu này. Thứ hai là sao ạ? Em biết được là các chị yêu muốn lên con, nào thì bác comment cho em nhá chị yêu nha. Em chào bác Lành Nguyễn này chị yêu ơi, em chào bác Mai Ngọc này. Các tình yêu ơi, em lên luôn mã vào 1 nhá. Rất là nhiều bác muốn hôm qua rất là nhiều bác nói với em là bị ẩn comment chị, tại sao chị san hàng mà lại biển comment mà chị không thấy em đọc comment của chị. Thì các tình yêu để tránh cái tình trạng là bị ẩn comment thì các tình yêu mới vào thì chấm phẩy luôn cho em đi để em xem nó bị ẩn comment không ấy, thì em sẽ điều chỉnh cái like của em các chị yêu nhá. Rồi các tình yêu ơi, lên luôn mã vào 1 nhá. Rất là nhiều bác ở đây rồi thì em sẽ lên luôn cái mã vào 1 cho các tình yêu sang luôn. Cái mã vào 1 em đang mặc luôn các tình yêu nhá, có 4 tông màu rất là đẹp luôn, rất là xinh luôn các chị yêu ạ. Cái tông màu thứ nhất nó là cái tông màu xanh cho em này. Trời ơi, tông màu xanh, màu tím nhá. Cái tông màu đầu tiên em mặc đi. Trên cái tông màu đầu tiên là cái tông màu tím em đang mặc đây. Tím nó rất là xinh luôn này. Màu tím mặc nó trẻ, nó nhẹ nhàng các tình yêu ạ. Chất liệu vải là chất thun lạnh cho em nhá. Bác nào mà mùa hè mà chưa tìm được cái bộ đùi mặc mát, mặc thích nhá chị ơi. Chất liệu phải là mát, mặc nhẹ, mặc thoải mái thì mặc đi tập cho em này. Tập gym, tập yoga thoải mái cho em. Thì các bác post cho em cái bộ đùi này nhá. Cái mã đầu tiên cho em là lên cho em là mã quà 1 này. Mã kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Cái tông màu thứ nhất nó là cái tông màu tông màu thứ nhất nó là tông màu tím này. Thứ hai là tông màu xanh cho em này. Hàng này nhà em nó bị lẻ size rồi. Lẻ size chị. Các tình yêu ơi, cái bộ này nhà em nó bị lẻ size rồi nhá. Tình yêu đợi em một chút thì em sẽ lên và em check size các chị yêu nhá. Đây nhá, lưới của nó đằng sau đây ạ. Lưới thông hơi thoáng khí luôn. Hàng này nhà em là hàng chuẩn, hàng lít của loại 1 luôn nhá các tình yêu nhá. Logo của lít nhá, in phản quang phát sáng sau lưng này chị yêu ơi. Nhìn nó rất là thể thao luôn này. Lưới cho em lưới thông hơi thoáng khí này. Mặc cái bộ này nó rất là mát luôn. Thông hơi thoáng khí nhá. Quần nhà em là quần 2 lớp luôn các bác ơi. Quần 2 lớp này, toàn bộ nhá. Bên ngoài và bên trong đều chất liệu của nó đều là thun poly cho em luôn này. Bên trong nhá, có một lớp thun poly nhá. Ôm sát vào đùi luôn nên là không có tình trạng lộ hở gì hết các tình yêu ạ. Không sợ lộ hở gì hết. Cạp của nó là cạp cao qua rốn này các tình yêu ơi. Rất là cao luôn, nó sẽ che hết cái phần mỡ bụng cho mình nhá. Cái tông màu tiếp theo là tông màu đen này các bác ơi. Đen này giấu dáng này các chị yêu này. Đen siêu giấu dáng luôn đấy. Bác nào mà thiết kế gọi là mặc mignon này, giấu dáng các bác lấy cho em màu đen nhá. Siêu giấu dáng luôn. Cái tông màu cuối cùng là cái tông màu đẹp nhất các chị yêu ơi. Đẹp nhất, nổi nhất là cái tông màu đỏ cho em này. Trời ơi, cái tông màu đỏ này các bác ơi. Bác nào mà thiết kế cái màu nổi trội ấy, cái tông màu đỏ nó sang lắm luôn ấy. Bên ngoài của nó màu rất là sang chứ nó không hề bị chói luôn các chị yêu nhá. Lên cho tình yêu luôn cái bộ này là 249.000 các chị yêu nhá. 249.000 một bộ này thôi. Tình yêu comment cho em mã quà 1 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em này. Chị em size gì nhỉ? SML. À thế là bộ này đủ size luôn các tình yêu ơi. Bộ này nhà em là đủ size luôn, SML XL nhá. 40 cân đến 70 cân các tình yêu mặc vừa thoải mái cho em luôn. Nên là các bác có cân nặng, chiều cao như nào các bác comment cho em nhá. Để em tư vấn size. 40 cân đến 50 cân mặc cho em size S này. Từ 50 cân đến 56 cân mặc cho em size M. 56 cân đến 63 cân mặc cho em size L. Và 63 cân đến 70 cân nhá. Mặc cho em size XL các chị yêu nhá. Mặc cho em size XL là vừa đẹp luôn này. Trời ơi, cái tông màu ở đen này các bác ơi. Giấu dáng kỳ luôn này. Đây nhá, các chị yêu nhá, quần 2 lớp luôn. Em đứng xa cho các bác xem cái tông màu tím nha. Mặc luôn các chị yêu nhá. Cái tông màu tím này. Tím này, tím rất là xinh luôn nhá. Tím nhẹ nhàng nhá. 249.000 một bộ này thôi các chị ơi. Lên cho em mã quả 1 nhá. Săn cho em mã quả 1 này. Giá này chỉ có trên like thôi. Nên các tình yêu nào mà đang thích bộ đùi mà chất liệu mặc mát, mặc thích, co giãn 4 chiều ấy thì các tình yêu săn cho em nhá. Đây ạ. Đây nhá, quần của nó đây ạ. Quần bên trong là quần 2 lớp cho em này. Các bác thấy không? Có một lớp thun poly nhá. Mặc rất là thoải mái luôn, không hề khó chịu. Và quần ở đây nhà em nhá, có túi hai bên như này luôn. Đây các bác ơi, đựng tiền điện thoại thoải mái cho em luôn này. Mặc rất là thích, rất là thoải mái luôn. Mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi, mặc đi đạp xe chạy bộ này, mặc đi tập cho em này, đều đẹp luôn nhá. Đây các bác ơi, bác nào mà kiểu đi tập ấy mà kiểu ngại mặc đồ hở, ngại mặc áo bra này, hoặc là ngại mặc cái những cái bộ mà
mà kiểu như là hở hở lưng ấy, hở lưng hở ngực ấy, thì các bác có thể post trên những bộ này nhé em nhá, bán rất là nhiều rồi, dành cho các bác đi tập các siêu ạ. Dáng lên dáng rất là mi nho luôn, nó sẽ giấu dáng một phần nào, kể cả màu sáng ấy chị ơi, kể cả màu sáng nha em cũng là giấu dáng luôn nhá. Màu đen thì nó quá là giấu dáng rồi. Chị yêu phua trần này, chị lấy phua cha này chị yêu ơi, quà quà một đúng không chị yêu, cho số điện thoại cho em đi ạ. Chị yêu để tủ cách của em với tình yêu nhá. Màu đen 1m52 nặng 1m, chị yêu mặc cho em size M nhá, 1m52 đúng không? À 52 cân, cao 1m50, chị yêu mặc cho em size M là vừa đẹp luôn nhé tình yêu nhá. Mặc cho em size M đi ạ, là vừa đẹp luôn đấy ạ tình yêu ạ. Chị Mai Ngọc này, tình yêu Mai Ngọc này, chị lấy mã một size M màu đen ok tình yêu luôn nhá. Chị Mai Ngọc ơi, cho số điện thoại cho em đi ạ. Phải có số điện thoại nhà em mới lên ở trên like nhé các chị yêu nhá. Trên like này các tình yêu này, được xem cận chất vải này đúng không? Cận chất vải như thế này rồi, nhà em quay toàn bộ là quay cam thường. Toàn bộ là tụi quay cam thường hết, các bác thấy da em đen không? Da em rất là đen như cái màu ấy. Cái màu của nó ấy, xinh cực. Cái màu của nó siêu xinh luôn ấy. Cái tông màu đen này các bác này. Đen này, nó sẽ giấu dáng rất là tốt cho mình luôn. Bác nào mà thích cái tông màu giấu dáng nhá, quất cho em màu đen đi. Màu đen nhiều bác chốt lắm luôn ấy. Từ nãy giờ rất là nhiều bác chốt này, chị Hương Nguyễn lấy cái tông màu đỏ xem màu cái tình yêu luôn nhá. Cho số điện thoại cho em đi. Cái tình yêu ơi, cho số điện thoại, mã kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại nhà em mới lên đơn nhá các chị yêu nhá. Để tránh cái tình trạng là qua like là các bác lại lạc mất nhau chị ơi. Nhà em sẽ không nhắn tin qua fanpage đúng không? Các tình yêu ơi, bộ này nhà em lên, bộ này các tình yêu đến với like, đến với lại fanpage nhà em sẽ để giá 290.000. Các tình yêu ạ, dạy gì các bác không săn đúng không? Dạy gì các bác không săn ở trên like, để số điện thoại luôn, để được cái giá trên like. Còn các tình yêu mà nhắn tin qua fanpage vẫn mua được, nhưng mà sẽ không có giá này nữa các chị yêu nhá. Nên là các tình yêu mà có cơ hội săn thì săn luôn cho em nha. Quần đùi Semon lên đi shop chị yêu ơi. Quần đùi Semon à. Rồi chị yêu nhá. Lát nữa em sẽ lên mã quần đùi Semon luôn. Cái bộ này em lên 249.000 quá đẹp luôn này. Cái chất liệu vải nó quá là xinh luôn ấy. Cái bộ này rất là lâu rồi em mới lên, mới săn sale cho các bác nhá chị yêu nhá. Nhà em vập vài chục nghìn cái bộ này mới có giá này nhá. Mà giá này chỉ có trên like thôi. Các tình yêu nha. Có cơ hội săn thì săn luôn. Bộ đang mặc màu tím có bán áo riêng không em chị yêu ơi? Chị Nguyễn Minh ơi. Cái áo em đang mặc thì bộ đúng rồi, cả bộ 249.000 thôi, được free ship luôn. À free ship cho chị luôn à? Miễn phí ship luôn chị đẹp ơi, quà một cho em nhá. Like nhá, có lên sao ạ? Quà một cho em kèm bộ kèm size. Tình yêu ơi. Cái bộ này nhá. Hôm nay chị em lên giá rất là hời luôn, 249.000 và được miễn ship luôn. Các bác trừ cho em 30.000 phí ship đi. Vị trí cái bộ này là có 210.000 thôi. Tính ra một con áo đẹp như thế này, hàng lít như thế này, hàng chuẩn hàng lít, lưới thông hơi thông khí thêm như này là bao nhiêu, là hơn 100.000 thôi các tình yêu nhá. 105.000 một con áo này, con quần hai lớp cho em đẹp như thế này cũng là 105.000 các tình yêu nhá. Nên là các bác ơi, có cơ hội săn thì săn luôn trên like nha. Giá này sẽ không bao giờ quay trở lại đâu các chị yêu ạ. Chị cô củ cải nhỏ chị yêu ơi, có size đã 65 cân có chị yêu nhá. Cái bộ này chị yêu mặc cho em size XL là đẹp luôn ạ. Tình yêu nhà em có đủ size đến 70 cân cơ. Nên là các tình yêu mà 40 cân đến 70 cân, các bác comment chiều cao cân nặng đi em tư vấn size cho. Có màu gì và size khủng như thế nào chị yêu ơi. Cái bộ này nhá, nhà em có đủ size S, M, L, XL 40 cân đến 70 cân, mặc vừa thoải mái luôn. Và cái màu thứ nhất là tông màu đỏ này các chị ơi. Màu đỏ này là cái tông màu sáng nhất, sáng da này, năng lượng cực kỳ luôn. Cái tông màu 2 là màu tím này, tím em mặc rất là nhẹ nhàng luôn ấy, mặc rất là dễ mặc. Mà cái chất liệu thun lạnh của nó mặc rất là mát các tình yêu nhá. Cạp là cạp cao này, cạp cao và quần hai lớp cho em luôn. Cái tông màu thứ hai là cái tông màu đen này. Màu đen cho em giấu dáng này, giấu dáng này, dáng mi nhon cực kỳ luôn ấy. Mặc lên mất đi đâu mấy cân luôn các chị ơi. Mặc nó cái chất liệu vải mặc rất là mát các tình yêu ạ. Mặc nó nhẹ như không mặc ấy. Cái tông màu tiếp theo là tông màu xanh cho em các chị ơi. Xanh này, rất là mát luôn ấy. Mặc cái tông màu xanh này là mát cực kỳ. Áo thì bao nhiêu chị ơi? Nhà em không bán lẻ bộ này nhá chị yêu nhá. Không bán lẻ đâu, nếu mà bác ơi các bác, nếu mà bác mua lẻ áo thì săn mã sau nhá. Nhưng mà mã sau nhà em có con áo khác, không phải áo này chị ạ. Áo nó là áo phối lưới nhưng cũng là dạng áo thun lạnh chị ạ. Vẫn là chất thun lạnh nhà em, nhưng mà nếu mà bình thường con áo này nhà em bán ít nhất là phải 180.000. Và một con quần này nhà em phải bán 249.000 các chị ơi. Một quần hai lớp này, nhưng mà nhà em nay lên bán cả bộ luôn 250.000 và được miễn phí ship luôn các chị yêu nhá. Các bác ơi có cơ hội săn thì săn luôn ở trên like cho em. Chị Hương Nguyễn này, chị lấy màu tím xem mờ này ok tình yêu luôn nhá. Bộ đỏ có quần, có quần da không á? Quần trong không? Có quần trong chị ơi. Cái bộ đỏ nhà em có quần trong nhá. Tất cả nhà em đều là quần trong luôn. Chị yêu củ cải nhỏ ơi, bác là mặc cho em size L. Nếu mà bác lấy màu gì, size gì thì comment cho em đi ạ. Chị rồi, ok bác nha. Trời các tình yêu ơi, chị Mai Ngọc ơi, chị cho em số điện thoại đi chị yêu ơi. Cho số điện thoại giúp em nhá.
em đứng lên cho các bác ngắm cái tông màu tím đây ạ. Màu tím rất là đẹp luôn này. Cái tông màu tím rất là xinh luôn nhá. Quần hai lớp cho em luôn này các chị ơi. Quần hai lớp cho em luôn, kể cả mà các bác mặc đi bơi ấy, không sợ lộ hở gì hết trơn á các chị ơi. Lưới này, lưới cho em phối lưới này rất là xinh luôn. Quần có túi cho em như này. Mặc rất là thoải mái luôn. Các tình yêu ơi, đang muốn tìm một bộ đùi mặc mát, mặc thoải mái, chất liệu mặc ấy nó nhẹ ấy các chị ơi. Chất liệu thun lạnh mặc nhẹ mặc mát, các tình yêu xong cho em mã khoảng 1 nhá. Chị Mai Ngọc rồi mã khoảng 1 này. Chị Phua Trần này, củ cải nhỏ này các tình yêu ơi. Rồi, bộ này size to nhất bao nhiêu ký? Bộ này em size to nhất là 70 cân nhá. 70 cân các chị ơi. Từ 63 cân đến khoảng 70 cân mặc cho em size XL các tình yêu ơi. Chị yêu ơi, thật sự luôn một cái set đồ đẹp như thế này. Ngày nay em lên trên live cho bác luôn với giá bao nhiêu? 249.000. Và cái chị đẹp của em còn làm sao ạ? Được free ship luôn, ngay từ bộ đầu tiên luôn nhá. Có tất cả 4 màu như thế này cái chiều này. Cái màu xanh hiện tại bên giờ màu xanh còn size L, XL. Màu xanh chúng ta sẽ còn size L, XL. Em đang lẻ size. Cái mã này em đang lẻ size rồi, cho nên là em sẽ xả cho các bác luôn với giá coi như là gì, thanh lý lại cho các tình yêu mặc xem nó đẹp như thế nào. Rất là xịn sò luôn, thật sự luôn. Giá này quá đẹp nhá, 249.000. Và cái chị đẹp của em không mất tiền phí ship nữa, đúng không ạ? Em chịu toàn bộ phí ship rồi. Các chị yêu cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đúng hạn sản phẩm nhận hàng, không đúng quay đầu hàng. Yên tâm, được chưa? Và màu đẹp thôi nhá. Màu này màu xanh có size L, XL này. Màu đen thì tại bây giờ chúng ta sẽ có size là size M, L, XL chỗ này. M, XL. Màu tím chúng ta có size M, XL và màu đỏ cũng vậy luôn. Sau đây chúng ta là comment chính xác cho em và một kèm một cầm size kèm số điện thoại. Các chị ngắm một em cái sản thông mua tổng ký của tổng lít này. Cái sản thông mua tổng ký của tổng lít này nhà em rất là mềm mại mát vô cùng luôn này. Cổ tròn cho em như thế này luôn này. Rất là xịn sò luôn nhá. Đáp lưới đằng sau cái phần cổ này. Các chị ơi đẹp vô cùng luôn này. Đây ạ, logo của hãng đây in phản quang phát sáng cho em tình yêu nhất. Và màu xinh tô một quan trọng nhất làm sao. Các chị ơi, cũng cùng một cái sản phẩm như thế này mà chúng ta không có săn của em trên online là bao nhiêu ạ? 290.000 và thêm 2.000 chim nữa đúng không? Ngày nay cái chị đẹp của em săn chỉ có giá 249.000 thôi. Và chúng ta lại còn được free ship nữa. Quá rẻ, các chị ơi, thật sự một sản phẩm này quá rẻ luôn. Chị mà lên chỉ giá là mẫu bộ nữa đi chị ơi, để lát nữa nhá. Lát nữa lên lên sau. Chị Nguyễn Huyền này biết có đủ màu size chưa? Tím mà chị yêu ơi, Thanh Hương cho số điện thoại đi ạ. Em mặc cái tông màu đỏ đấy các bác ơi, rất là đẹp luôn. Cái tông màu đỏ nó rất sáng da này, năng lượng cực kỳ luôn. Thế nhưng lăn tăn là quần của bên trong không thì có nhá. Quần hai lớp cho em luôn này các bác, yên tâm cho em, không sợ lỡ hở gì đâu ạ. Chị ạ, bộ em đang mang chị yêu Phương Anh Lê ơi, bộ em đang mang là 249.000 nhá. Và được miễn phí ship ngay từ bộ đầu tiên luôn. Chị Nguyễn Huyền này, lấy một bộ màu xanh, một bộ màu đen size XL này, ok tình yêu luôn nhá. Có size XL cho bác luôn, yên tâm cho em mặc đến 70 cân mặc vừa thoải mái cho em luôn. Các tình yêu ạ. Chị khách cũ mà chị yêu Thanh Hương ơi. Xin đem rồi cho chị yêu nhá. Các tình yêu ơi, cứ comment số điện thoại đi để nhà em gọi là lên đơn luôn trên live các tình yêu ơi. Mới có cái giá này, bởi vì mỗi một live mới nhà em là lên một cái live mới ấy. Cho nên là nó sẽ không còn số điện thoại nữa chị yêu nhá. Hoặc là bác nhắn tin qua số điện thoại qua em mét cho em cũng được chị yêu ạ. Sao đây chị? Đây chị lấy tầng 2 này. Nó đang bị thoát ra. Đây chị lấy cái tầng 2 cho em. Chị tắt luôn đi. Rồi các chị yêu ơi, vào lại cho em cái nhá. Nó bị vừa bị thoát cái mạng ra. Và chúng ta ngắm lại cho em một lần nữa chị yêu này. Cái màu đỏ này rất là đẹp luôn. Cái bộ này sẽ là bộ đùi tông mưa thật ký cho em xinh lắm luôn. Bộ đùi tông mưa thật ký nhà em cực xịn sò luôn, được chưa? Màu này màu đỏ cho em tươi cực kỳ. Thật sự cái màu đỏ này cái da ấy, da nhiều chị da ngăm ngăm đúng không? Chúng ta cần một cái bộ mà làm được cái tone da chúng ta sáng hồng hơn đúng không? Thì chúng ta lấy cho em cái màu đỏ này này. Mềm mại vô cùng mát mà sáng da bật tông cực kỳ luôn nhá. Mã khoảng 1 kèm màu kèm size kèm số dạng luôn. 249.000. Và các chị yêu của em được free ship luôn, đúng không ạ? Và màu cho em kèm màu cần size kèm số thoại luôn nhá. Chị ơi, Hiền Trinh lấy chị là một cái bộ màu đen size M tinh Hiền Trinh này. Duyên Thảo hôm trước chị lấy mới săn bộ này 290.000, mặc đẹp mát lắm, thank you chị yêu này. Các chị ơi, ngày hôm nay chúng ta săn rẻ quá luôn. Bình thường em ship một đơn hàng tới tay các chị yêu rơi vào khoảng là 35, đúng không? 30-35.000. Thì ngày hôm nay chúng ta săn của em cả bộ thế này trừ ra cho em 30.000 đi. Là vị trí có 220.000 bộ này. Quá rẻ. Áo 101, quần 101, trời ơi, một con áo này. Quần giống nít nhà em xịn chưa? Áo phông thun lạnh phồ lưới, quá xịn sò luôn nhá. Và cái quần này nhà em là quần đùi hai lớp này. Rất là đẹp luôn. Quần đùi hai lớp vải nhà em, toàn bộ vải thun lạnh cho em này. Thun lạnh mịn cho em nhé, mềm mại, dây đanh co ra 4 chiều.
mặc lên tập cái gì cũng xinh siêu này. Phía sau này đường may nâng bông cho em cực xịn sò luôn này, đúng không ạ? Đường may nâng bông cực xịn sò luôn nhé. Mã kèm màu kèm size kèm số tại cỏ rất là luôn cho em tình yêu nhé. Quà một cho em tình yêu nhé, quà một kèm màu kèm size kèm số tại luôn nhé. Em sẽ là tranh thủ cho tình yêu luôn, là cho xem lại từng màu một. Và chúng ta sẽ sang cho chúng ta là sang cái mã và hai, quà hai luôn nhé. Vào luôn cho em tình yêu này. Chị yêu âm hàng đỗ, hàng thu đào này, màu đen XL, ok tình yêu luôn này. Chị yêu âm Nguyễn Huyền này, lấy chị màu đen, màu xanh XL, ok bác yêu luôn này. Này Nguyễn, chị là Nguyễn đó, không biết chị lấy màu gì nhỉ, chị lấy màu gì, size gì, cho em xin màu xin size đi bác yêu nhá. Cho xin màu xin size đi, màu xanh em thấy còn cái size là size L này, chỗ này size L và size XL. Màu xanh chúng ta còn size L và size XL, đẹp lắm. Màu xanh này nếu chị yêu nào mà có cái size, size chúng ta là size L và XL, chúng ta nên lấy cái màu xanh này này. Màu xanh rất là dịu luôn, mát lắm chị ạ. Màu xanh dịu và mát lắm luôn đấy. Sang cho em còn một cái tình yêu ơi. Mã kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. À, mẫu mẫu nào cũng đẹp. Cảm ơn bác Nguyễn Huyền nhé chị yêu nhé. Mẫu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn các tình yêu ạ. Cái tông màu nào nhà em cũng đẹp luôn các chị yêu nhá. Có cả tông màu sáng và tông màu tối luôn, các bác có thể sang cho em. Đây màu đen này, màu đen thì sâu sáng lắm. Cái màu đen em thấy là cái màu siêu sâu sáng luôn mà dễ mít đồ các chị ạ. Siêu rồi dám một cái bình đồ cho em thì yêu nhất là màu đẹp thôi. Đây, màu tím là sáng da, yêu cái màu tím đẹp này. Màu tím là mặc sáng da đẹp lắm chị cô này. Con quần này, con quần cặp cao cho em, con dáng này nó là siêu tốt luôn. Cái phần cạp này chị ơi, mặc lên kiểu như là mặc lên nó không bị cấn bụng ấy. Mà nó che hết cái tình trạng mà khuyết điểm cái mỡ bụng chúng ta. Có bụng nhiều chúng ta che hết khuyết điểm luôn rồi. Con dáng tuyệt vời luôn. Thiết kế cho em hai bên hai cái túi sâu lòng như thế này luôn này. Chị cô này, lên quần đỉnh nữa chị ơi, quần đỉnh gì? Thì chút xíu đi chị ơi nhé, chút xíu lên nhá chị ơi nhé. Bây giờ sẽ lên cho các bác luôn một cái mã mà mã phông phông thì phông thu lạnh đi em ạ. Phông thu lạnh lên với lại quần lên quần đùi xi mon này, lên bên nhiều hỏi đó. Lên quần đùi xi mon này, phông thu lạnh quần đùi xi mon đây chị ơi nhé. Em sẽ lên một cái mã phông thu lạnh. Thì ngày nay cái chương trình trên lớn luôn chị ơi, là có mặt trong buổi live của em thì có thể là chấm phẩy cho em một cái bên dưới. Thứ hai chúng ta có thể là ta bạn bè chúng ta vào giúp em nhé, ta bạn bè chúng ta vào giúp em chị ơi này. Đây ạ, toàn màu đẹp thôi, mượt lắm luôn ấy, chị ơi mượt lắm luôn. Vải sướng lắm, sờ cái vải loại một cái vải như thế này cơ, nhá. Đây cái tình yêu này, quà 2 kèm một kèm size kèm số thoại luôn đấy. Đây này, phông này này. Phông này, lên lên mạng phông đấy đi chị. Chị yêu ơi, em sẽ lên cho bác luôn một cái mạng áo phông này. Các chị yêu ta mà về chúng ta vào đây đi để em tặng cho mỗi chị yêu là một hai cái để mặc trải nghiệm xem cái dòng phông thu lạnh của dòng nít xịn như thế nào. Nhưng ngày hôm nay cái giá phải nói là mềm như bún luôn chị yêu nhá, mềm như bún luôn. Cho nên em thiết nghĩ là chị yêu nào có cơ hội săn thì chúng ta nên ta mà về chúng ta vào luôn để làm sao để cùng nhau săn cái món hời này nhé em tìm nhá, món hời cực kỳ luôn. Thì chắc là các chị ngắm một em cái này, cái dòng phông thu lạnh của dòng nít thì em có chịu nhá, toàn bộ luôn chị ơi, chất liệu vải là thu lạnh mịn trên này, mềm mại dai đen co dạng bố chiều cực tốt luôn. Và cái dàn tông ơi, thật ký các chị ơi, hay hỏi em mặc cái áo màu cam đúng không, màu cam thì cái mẫu này như thế này luôn đúng không ạ, mặc cực xịn sò luôn thông ơi, thật ký mặc siêu đẹp luôn nhá. Đây toàn bộ đường may này, đường may trần đè 3 kim 6 chỉ và hai bên sườn eo này chúng ta cũng được thiết kế cái dàn thông ơi thật ký luôn nhá, mặc quá xịn sò, vừa mặc đi tập vừa mặc đi chơi đi làm cho em quá xinh nhá, đa xinh năng luôn. Màu thứ nhất màu này màu tím này, màu thứ hai màu này sẽ là cái tông màu đen, màu thứ ba nó sẽ là cái tông màu xanh các chị đẹp này, màu thứ ba nó sẽ là màu xanh như thế này luôn, đẹp lắm, đủ size nhá, SML luôn các chị ạ, SML luôn, 40 cân tới 70 cân tao vừa sinh luôn chịu nhá, 40 tới 48 cân lấy size cho em này, 49 cân tới khoảng 54 cân lấy chân size M, 55 cân tới khoảng là 62 cân lấy chân size L, 63 tới 70 cân lấy chân size XL chịu nhá. Và màu đẹp thôi, chị yêu là mặc size gì lấy size đấy cho em tình yêu này, mặc size gì lấy size đấy cho em nhé, mềm mại mát lạnh tay luôn nhá, mềm mại mát lạnh tay luôn. Đây lưới này, lưới tông mơ tổng khí xem thế này luôn, cực xịn sò thấy chưa. Chị yêu nào có mặt trong buổi live ngày hôm nay cho thì yêu săn cái bản này luôn này chị yêu này, 220.000 em tặng luôn cho Kala cho bác luôn với giá là 130.000 luôn thấy chưa, 130.000 con áo này nhưng chỉ có giá trên Kala thôi. Bác nào tương tác với shop comment chấm phẩy nhiệt tình bên dưới cho em một cái mã này sẽ qua mã rất là nhanh, tại vì cái mã này là cái mã sốc nhiệt, sốc nhiệt trong cái buổi live ngày hôm nay các chị nhá. Cho nên chúng ta chấm phẩy cho em quà hai kèm màu kèm size kèm số tại đẹp chưa. Ôi cái màu hồng đẹp nhở các chị ơi này, màu nặng đẹp với dàn thông ơi thòng ký cho em, lưới thông ơi thòng ký cho em cực xịn luôn nhé. Mã kèm màu kèm size kèm số tại của nó nào luôn chị ơi này, phía trước và phía sau đây
Phía sau đây chịu này lên fit body cực đẹp luôn. Đằng sau chịu ngắm một em gái này, cái da hàn thông ơi thật kỹ đây, lưới rất là đẹp luôn nhá, lưới này nó mịn cực kỳ luôn. Nếu chị yêu nào ngày hôm nay không lấy hạt con thì cực kỳ luôn đấy. Các chị yêu nhá, 220 tặng luôn 130.000 con áo này. Các chị yêu nào mỗi chị lấy 2-3 cái mặc để thay đổi nhá. Các chị yêu nhá, chị yêu Bùi Thủy lấy chị là một tí màu xanh size M cho số tặng luôn cho em tình yêu này. 130.000 một con, mặc lấy 2 con em cũng tặng ship cho tình yêu luôn, tặng phí ship cho các bác luôn được không ạ? Như thế mới là coi như thể hiện tấm lòng của em từ với bác đúng không? Và màu xinh thôi, màu tím này, màu xanh này, à màu hồng, màu xanh này, màu này, màu đen chịu này, toàn màu xịn thôi. Các chị đang săn của em trên Can Line, rẻ nhất con áo này rơi vào khoảng bao nhiêu? 200.000 đúng không ạ? Rẻ nhất rơi vào khoảng 200. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chơi cái chương trình này là chương trình sốc nhiệt luôn, có giá 130.000. Chưa bao giờ có đâu áo của dòng đích tình yêu này, áo dòng đích không bao giờ có 130.000 đâu. Em khẳng định luôn, các chị chụp lại màn hình cho em cái tết các kiểu luôn đi, trích giá thoải mái vô tư luôn đi được không ạ? Xem có shop nào phục vụ cái tình yêu con áo này với giá bao nhiêu dưới đầu 20 không? Không có shop nào phục vụ được đúng không ạ? Thì giá này giá em thanh lý, giá đang trải nghiệm sản phẩm cho tình yêu luôn. Comment bên dưới xem cái quà hai luôn này. Chị nhúng nhúng hồng này, nhúng mum này, đấy chị hồng và xanh size L. Chị yêu Bùi Thủy ơi, bổ sung số tặng cho em tình yêu này. Minh Phương lấy chị là hai cái một đen và một hồng size M tình yêu Minh Phương này. Mỹ Thảo lấy chị là một đen và một tím size S tính Mỹ Thảo này. Chị yêu Phương Trần này, chị nhận được áo phông thu lạnh này rồi, mặc chất mềm đẹp mắt lắm, thank you chị yêu nhá. Các chị ơi, mỗi chị lấy cho em hai cái đi mà mặc thật sự luôn, nó rẻ á. Quan trọng với chị ơi, em ơi này, chị ngắm một em cái này xuất sắc cho em đường kim mũi chỉ luôn cho em. Các chị yêu này, xuất sắc được kim mũi chỉ cho em thế này luôn. Vải mịn như là coi như nhung như thế này luôn này, vải mịn cực kỳ luôn, mát lạnh luôn ấy. Các chị ơi, giờ vào cái dòng nick này nó mát lạnh luôn. Các chị yêu ạ, mặc cái dòng này mùa hè, mùa hè cái dòng nick này mặc lên chỉ có mát lạnh thôi, không mặc sang được cái dòng khác, thật sự quá đẹp luôn. Chị Nguyễn Anna cho số tặng cho em tình yêu Anna này, cho số tặng cho em tình yêu nhé, mình có hàng nhá. Bao nhiêu Phương Thảo lấy chị hai cái luôn, ok tình yêu luôn này. Bùi Thủy này, bên chị với chị Bùi Thủy ấy, chị nhắn tin lại cho em trên số điện thoại lại đi, chị yêu Bùi Thủy nhá, cho số điện thoại cho em tình yêu này. Phần hồ để xem lại bộ ngắn màu hồng, bộ ngắn màu hồng làm gì. Em chưa lên chị yêu ơi, chút xíu lên, sẽ lên cho bác luôn nhá, chút xíu sẽ lên cho bác luôn. Áo này 130.000 quần áo này quá là rẻ. Đúng rồi Bùi Thủy ơi, bên em với inbox chị yêu Bùi Thủy nhá. Xem bộ hồng ngắn ok tình yêu, lát nữa em cho xem lại chiếu này. Anna Nguyễn ơi, chị đổi sang màu khác đi. Ok. Một cái màu hồng, một cái màu xanh cho số thận luôn cho em tình yêu này. Cho số thận luôn cho em tình yêu có đơn hàng nhá. Chị yêu Phương Thảo lấy chị là một cái màu đen, một cái màu xanh size L tinh Phương Thảo này. Quỳnh Hoa dồn đơn cho chị thêm một cái màu đen size M nữa nhé, ok tình yêu Quỳnh Hoa này. Mỹ Thu lấy chị là một cái màu tím và một cái màu hồng size M tình Mỹ Thu. Rồi chị yêu này, mỗi chị lấy hai cái mặc thật sự đẹp quá luôn. Con áo này nhà em bao làm sao? Chất liệu vải loại 1 luôn, không bay, không xù, không ra màu. Đúng không ạ? Các chị yêu mặc thoải mái vô tư luôn cho em. Mặc đi tập, mặc ở nhà, mặc đi chơi cho em quá là xinh luôn. Mặc đi tập, mặc ở nhà, mặc đi chơi cho em quá là xinh luôn. Và màu đẹp thôi, các chị ơi này, vải này. Mềm mượt như thế này cơ mà. Mềm mượt như thế này cơ mà. Đây ạ, đường may trần đè, ba kim số chỉ siêu xịn sò như thế này luôn. Đúng không ạ? Toàn màu xinh thôi. Toàn màu xinh thôi, chứ là 130.000 rẻ quá luôn. Quá rẻ luôn. Thật sự. Đây các bác nhìn cổ nó là cổ tròn nhá, mặc rất là trẻ luôn các chị yêu ạ. Cho em xem quần nha chị yêu, muốn xem quần nào chị yêu ơi. Nếu cái quần em đang mặc thì em sẽ lên mã sau nhá chị yêu nhá. Đợi em mà lát em sẽ lên mã sau luôn. Rồi lên mẫu crop top chị ơi, lát nữa em sẽ lên nhá. Chị Bùi Thủy ơi, chị nhắn tin số điện thoại qua inbox cho em chị yêu ạ. Các tình yêu ơi, lên cho em này, mã quà số 2 cho em này, mã kèm size kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Rất là nhiều tông màu đẹp luôn. Chị ơi, màu hồng đẹp chưa? Cái màu hồng xịn chưa, cái chiếu này màu hồng cam này, yeah. Eo ơi xịn lắm luôn ấy. Một con áo như thế này 130.000. Các chị săn của em là 180-200.000 cũng vẫn là rẻ. Mà ngày nay 130.000 giá là giá thanh lý cho tình yêu. Thật sự luôn, giá trải nghiệm sản phẩm. Lần gì có shop nào bán cho các bác một con áo của dòng lít xịn như thế này, hàng 240 mà tặng luôn có giá 130.000 đúng không? Quá rẻ luôn, trên Can Line này các chị hời. Can Line các chị hời quá luôn chị ơi này. Toàn màu đẹp như thế này, mỗi chị lấy hai cái mà mặc. Hai cái mặc các chị ơi có cái gì đâu. Áo này nó mềm mịn như thế này, vừa mặc đi tập cho em này, vừa mặc đi chơi, vừa mặc ở nhà cho em quá mát luôn. Quá mát luôn chị ơi này. Vải như em này, mềm mịn như thế này cơ mà, đúng không? Quá xịn sò luôn, lưới thông ơi thật khí cho em nhá. Lưới này lưới thông ơi thật khí cho em này. Đấy, các chị comment bên dưới cho em cái nhá. Quà này sẽ là quà mấy nhá? Quà này quà 2 cho em nhá. Quà 2 130.000. Có đủ size luôn các tình yêu ơi. Đủ size S, M, L, XL luôn, màu xanh quá đẹp luôn này các bác ơi. Xanh này cho em này.
quá là đẹp luôn. Mặc đấy, nó mặc cái tông màu xanh này cảm giác là nó tươi mát đấy tình yêu ạ. Tươi mát nhá, mùa hè mặc trong cái tông màu xanh cái tình yêu ơi, màu xanh rất là xinh luôn. Tôi mặc rất trẻ, cảm giác mùa hè mặc nó mát tình yêu ạ. Bác nhím hôn này chưa mặc màu hồng màu xanh CL này, có số điện thoại rồi cái tình yêu nhá. Cái tình yêu ơi, lên cho em mã quả 2 đi. Rất là nhiều bác đã săn được mã quả 2 rồi thì em sẽ lên mã quả 3 luôn nhá chị yêu nhá. Bác nào chưa săn được thì comment cho em là mã quả 2, kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Hằng Thu Đào này, mình thêm một bộ màu xanh size L mẫu vừa qua nhé. Ok tình yêu luôn nhá, cái mã lúc nãy rồi. Ok bác luôn chị yêu ạ, miễn ship cho bác luôn cho chị yêu nhá. Cái tình yêu cái bộ màu xanh size L đấy quá đẹp luôn. Chị yêu mặc size L, các tình yêu ơi nên lấy hai bộ đi. Một cái bộ mã quả 1 nó quá là đẹp luôn đấy, mặc chất liệu rất là mát các bác ạ, chất liệu rất là mát luôn. Mà nhà em chỉ là để giá này trên like thôi nhá, để giá này trên like cho các tình yêu thôi các chị yêu ạ. Xem bộ ngắn màu hồng à, bộ ngắn màu hồng chị ơi, bộ ngắn lát nữa nhá, lát nữa em chưa lên cái bộ đấy đâu, chưa lên đâu, bây giờ em mới đang lên cái áo phông này thôi các chị ơi. Chất liệu của nó chất thu lạnh cho em nhá, rất là nhiều bác hỏi chất liệu gì thì chất của nó chất thu lạnh. Nhà em ngày trước ấy lên con lên trên like được sale con áo này là 190 các chị ạ, 190.000. hôm nay chị em gọi là hôm nay cái tình yêu chị em lại lên một cái con giá rất là sốc nhiệt luôn các tình yêu ơi, 130.000 con áo này nhá. Lưới đằng sau lưng cho em này, lưới hình chữ V này các bác thấy không, lưới chữ V này rất là đẹp luôn này, bên hông này, hai bên hông cho em đều là lưới thông hơi thoáng khí luôn nhá các tình yêu nhá. Mặc này siêu mát luôn, rất là thích luôn các chị ơi. Lên lên túi nào chị ơi, nhà em không bán túi nhá, nhà em không có túi đâu chị ơi ạ. Màu tím này, màu đen cho em này, nhà em chuyên bán đồ tập thôi, hàng đồ tập các chị ơi ạ, cả gọi là rất là nhiều đồ tập thôi các chị yêu nhá. Đây con áo màu xanh em đang mặc đây các bác ơi. Chị Hương Nguyễn này lấy màu xanh màu hồng xem màu cái tình yêu luôn nha các tình yêu ơi. Comment số điện thoại đi, mã kèm size kèm màu kèm số điện thoại cho em. Em sẽ lên một cái mã quần này nhá, quần vip cho em luôn này, con quần đùi. Rất là nhiều bác thích cái đang tìm một cái mã quần đùi mặc cái tình yêu, chất liệu của nó là chất liệu thun poly cho em này. Cái tông màu thứ nhất là tông màu nâu cho em các bác ơi, nâu cho em này, nâu cho em rất là xịn sò, rất là sang luôn. Cái tông màu thứ hai là tông màu cam cà rốt này các chị ơi, cam cà rốt này. Tông màu thứ ba là cái tông màu tím, tím này nó giống như là cái màu móng tôm các chị ơi, giống như là cái màu móng tôm cho em nhá, rất là đẹp luôn. Cái tông màu tiếp em mặc là tông màu đen thì giống dáng cực kỳ luôn nhá. Các chị yêu nào mà mới mặc quần ôm mà đang còn ngại thì các bác có thể là mặc cái tông màu nâu hoặc là tông màu đen cho em. Hai cái tông màu nó giống dáng ấy, các chị yêu vẫn còn đang ngại thì các bác có thể lấy hai cái tông màu tối nhá. Còn bác nào đã mặc quen rồi thì quất cho em đi, quất cho em cái tông màu cam này các bác ơi. Cam quá xịn luôn ấy, tại cam với tím này các chị yêu này. Cái cặp của nó rất là cao luôn này, ôm hết cái phần mỡ bụng luôn. Em đứng lên nhá các chị yêu nhá, đứng lên cho các bác xem cái tông màu đen nhá. Em mặc trước cái tông màu đen rất là dễ phối đồ này. Đây các bác thấy không, cặp nó rất là cao luôn này, ôm hết cái phần mỡ bụng luôn nhé. Chất liệu là chất thun poly cho em nhé, dai đanh này, mềm mịn cho em luôn, có đủ size S, M, L, XL các tình yêu ạ. Chị có tất cả 4 màu ấy chứ nhá, 4 màu luôn này. Cái mã này màu đen chị yêu Nguyễn Anna này, Nguyễn Anna cho số tặng luôn chị yêu Nguyễn Anna của em ơi. Chị lấy là hai cái áo phông thu lại rồi, với lại bây giờ lấy thêm cái quần màu đen đúng không? Thì chị cho số tặng lại cho em tình yêu này, cho số tặng cho em cái chị nhá. Chị yêu mặc size gì? Chị lấy size gì thì cho số tặng luôn cho em để em lên đơn hàng cho tình yêu này. Lửng vip như thế này chị ơi này, mặc lên chất liệu vải nó là thun poly vip cho em này, mềm mại dai đanh co dài bố chiều cực tốt luôn chị ơi nhá. Đây ạ, ba mã của cái dòng lít em đây, áo lúc nãy là áo phông thân lạnh cũng là của dòng lít, mà bây giờ cái quần này nó cũng là của dòng lít luôn, mặc cực xịn sò. Chất liệu vải thì yên tâm luôn cho em là gì, đây là cái hàng loại một cho em nên là nó rất là mềm mại, mềm mại mịn màng vô cùng, không bay không sù không ra bầu,
cái quần này xịn lắm luôn chị ơi, mặc mà cái tập gym ấy, tập gym kiểu yoga, mặc tập cái môn gì xinh hết trơn ấy chị ơi này, thấy chưa ạ, tập cả cái môn aerobic cho em tình yêu nhá, rất là xịn sò luôn, co dạng 4 chiều cực tốt luôn, đằng sau luôn này, đằng sau lúc nào cũng có cái đường may này, đường may để cho vun cái cao, cái mông cao hơn, đường may nó mông rất xịn sò luôn nhá, 199.000 một con quần này quà ba kèm màu kèm size kèm thứ tài xinh lắm, cái con quần này xinh lắm luôn đấy, màu cam cam cà rốt cho em tình yêu này, và một cái màu này sẽ phải cho màu tím, màu tím tình yêu này, màu tím rất là xịn sò luôn, màu tím nó mặc lên rất là sang nhá, thêm hai cái tông màu nữa sẽ là màu nâu và màu đen, tình yêu nhất là màu xịn thôi. 199.000 các chị yêu bình thường là săn trên inbox cho em thì giá được sale rồi cũng rơi vào khoảng là 230.000 đúng không, giá được sale rồi cũng rơi vào khoảng 230, nhưng ngày nay chúng ta săn con quần này trên live chỉ giá 199.000 thôi, chị đẹp nào lấy hai cái cũng được free ship luôn nhé, các chị hai bên cái phần hông này này là cũng đã thêm thiết kế xem là thêm hai túi hai bên hông, được chưa, hai túi hai bên hông chúng ta cũng được chìa khóa xe này, đựng vé xe này, tiền đấy thoải mái vô tư luôn nhá, hai bên hông này chiếu này xịn cực kỳ đấy, đẹp lắm, cái phần cạp này này thì nó cao siêu cao mà nó xem bụng cực tốt, riêng cái dòng này xem bụng phải nói là siêu tốt luôn chị ạ, 199.000 một cái thôi chị ơi, Trần Thị Giang nhé, 199.000 thôi ạ, mã kèm một kèm size kèm số điện thoại luôn, co giá tuyệt vời luôn nhé, co giá tuyệt vời luôn như thế này, hôm nay chị ơi là săn cái quần này của em về mặc chỉ có nhớ thôi, không bay không sù không ra màu, thấy chưa, không bay không sù không ra màu cho em các bác nhé, đây màu này màu nâu chị ơi này, màu nâu cho em bác này. Còn cái quần này đây tâm các bác yên tâm xem là không bị hở luôn, phần bụng dưới đâu chị ơi, bộ nó khá đẹp đây nhá, nâu quá đẹp luôn mà nó chất liệu của nó rất là xịn sò, các tình yêu ạ, ven mỡ bụng rất là tốt luôn, các bác mua những con quần kiểu mấy chục nghìn ấy nó sẽ không, các tình yêu mua trên Shopee ấy, những con quần mà mấy chục nghìn nó sẽ không bao giờ được như những cái con quần nhà em nhá, hàng chuẩn hàng loại 1 luôn các chị yêu ơi, của hãng Lit luôn các chị yêu nhá, chị Ruby này, chị đọc cho Ruby lấy một nâu một tím xanh lờ cho số điện thoại chị yêu ơi, cho số điện thoại cho em nhá. Tình yêu ơi, sang con quần này thì comment cho em là mã quà 3 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em mới có ở giá trên like nhá. Các bác nhắn tin vào fanpage vẫn mua được, nhưng mà nó sẽ không có giá này đâu ấy chị ạ. Nên là các bác cứ săn luôn để trên like đi, vừa được giá hời, vừa được xem cận chất vải luôn này. Các bác muốn em mặc màu gì, comment cho em biết để em mặc màu đấy nhá chị ạ. Có lửng túi hộp không bên hộp không bên hộp. Chị Hiếu Nguyên ơi, cái quần lửng túi hộp á, hiện tại thì em chưa lên được cái mã đấy chị ơi. Bác nhắn tin vào fanpage cho nhà em đi, nhà em vẫn còn cái mã đấy đấy. Chị quần này em lên là 199.000 nhá. Giá này chỉ có trên live thôi chị ơi. Còn quần này các bác mà mua ở trên Shopee ấy, hoặc là trên ở những cái quần mà có 890.000 ấy, em thấy người ta bán có hơn 100.000 hoặc là 890.000 thôi. Nhưng mà em cũng không hiểu là nếu như những quần đấy các bác mặc 1-2 lần là nó bay, nó xù ngay, nó sẽ không, chất liệu của nó ấy, mặc nó sẽ không được ôm, đúng rồi, nó không đem mẫu bụng tốt đâu chị ơi. Mặc cái quần đấy, mặc mà quần mấy tập 1-2 lần là nó bay, nó xù ngay chị ạ. Nên là các bác muốn săn cái mã quần chuẩn hàng loại 1 các tình yêu ơi, săn cho em mã quà 3 nhá, săn cho em mã quà 3 luôn này các chị yêu này. Chị yêu chân tít này, chị lấy màu tím này và màu đen xem màu các tình yêu luôn nhá chị yêu ơi. Ok bác nhá, chị yêu miễn ship cho bác luôn, các tình yêu lấy hai quần đi nhé, miễn ship luôn à, miễn ship luôn các tình yêu ơi, săn cho em mã quà 3 nhá, 199.000 một quần, em lên luôn cái mã mới các tình yêu ơi, lên luôn cái mã mới, các bác nào mà thích cái tông màu sáng ra các ơi, lấy tông màu cam cà rốt cho em này, cam cà rốt cho em dễ mặc, nói chung là cái tông màu cam này chị yêu ơi, cái quần này em đang mặc là 199.000 nhé chị yêu Nguyễn Thắm ơi, 199.000 một quần này thôi ạ, có đủ size từ 40 cân đến 70 cân mặc vừa luôn nhé, 199.000 và các tình yêu từ có mã size S cho M cho L luôn ạ, con này em mặc chưa lên nhá chị yêu nhá. Tình yêu nào mà chưa săn được thì săn xe là mã quà số 3 xem này. Quần lửng 33, bà đang có 4 nhá. Đúng rồi. Chị Nguyễn Anna này, lấy màu đen này. Ok tình yêu luôn nhá. Đây quần này các bác ơi, nâu đẹp chưa? Nâu rất là xinh, rất là sang luôn này. Dễ mặc ấy. Dễ mặc các bác ạ, mặc cái con quần này dễ mặc mà cổ béo nào cũng xinh luôn. Mặc với lại áo phông này, áo bra cho em đều rất là xinh luôn nhá. Thì tiện em lên luôn cho các bác, rất là nhiều bác hỏi cái mã áo em đang mặc rồi, em lên luôn cho tình yêu săn luôn cái mã áo em đang mặc đấy các chị ơi. Rất là lâu rồi mới lên cái mã áo bra mút đúc nguyên khối này luôn ấy. Con áo này siêu đẹp luôn, chất liệu vải là chất liệu full poly cho em này, khối lưới rất là xinh luôn nhá. Đằng sau lưng đây, đằng sau lưng đeo dây cho em như này, mút của nó là mút đúc nguyên khối luôn các tình yêu nhá. Đằng sau lưng nó sẽ là thiết kế đan dây rất là xinh luôn. Cái này nó không phải là bản móc cài các chị yêu ơi, không phải là bản móc cài đâu chị ơi,
cái bản móc cài nó có cái đẹp của nó. Chị ơi còn bản chui rất là nhiều bác thích luôn. Tình yêu nhá. Đây sau lưng nó sẽ là đan chéo như thế này cho em luôn. Cái tông màu thì nhất là tông màu xanh này. Xanh này. Cái bông xanh lá cho em, xanh này là xanh lõ chuối nhá. Lõ chuối cho em luôn. Cái tông màu thứ hai là cái tông màu đen này các bác ơi. Đen này, tím này. Nâu này các tình yêu ơi. Trời ơi bảng màu quá là xinh, quá là xuất sắc luôn ấy. Cái bảng màu của nó toàn là những cái tông màu đẹp, tông màu xanh luôn. Tình yêu mà đang một xanh con mà đang mút đúc nguyên khối. Comment cho em là nó có 4 nhá. Quà 4 cho em lên con áo này. 230.000 à? Tình yêu ơi, bình thường con áo này nhà em lên là 270.000 là giá rất sale rồi nhá. Hôm nay lên cho các bác luôn. Bộ là 250 đúng không? Ừ. Để xin. Áo 4 cho em nhé, tình yêu ơi, sao áo đẹp với em mút đúc 230.000. Cái tình yêu ơi, sang cho em áo quả 4 nhé, 230.000 con áo này thôi. Và view của nó là mút đúc bên khối luôn nhá. Màu thứ nhất là tông màu nâu cho em này, đen cho em này, xanh lá cho em. Các bác ơi, xanh lá quá đẹp luôn này. Xanh lá này với màu tím là hai tông màu rất là nổi luôn này. Các bác mà thích xanh cái màu nổi cho em nhá. Mặc cho em màu tím hoặc là màu xanh cho em luôn. Hai cái áo này các tình yêu mặc rất là nhiều bác hỏi là chị mặc áo này chị, muốn mua đồ mặc đi bơi cái tình yêu ơi. Mặc cho em như con áo bra cho em này, mặc với quần đùi cho em mặc đi bơi quá là xinh luôn. Cái tình yêu ạ, mặc cái chất liệu full poly cho em nhá. Mặc nó là cái chất liệu mà xịn sò nhất trong những cái dòng thể thao rồi, cao cấp nhất rồi. Nên là các bác không phải lăn tăn đâu các chị ơi. Mặc con này rất là bền luôn, mặc siêu bền nhá. Mà nó nâng đẩy ngực cho mình cực kỳ tốt luôn, rất là chắc chắn luôn các chị ơi. Nhảy thoải mái cho em luôn nhá. Tập aerobic này, tập gym cho em này, tập nặng cho em nhảy thoải mái luôn nhá. Nâng giữ ngực cho mình cực kỳ tốt luôn. Các bác cứ comment chiều cao đi, chiều cao cân nặng đi sẽ tư vấn size các tình yêu nhá. 40 cân đến 70 cân mặc vừa thoải mái luôn này. Các bác ơi xem có mút của nó này. Mút đúc nguyên khối luôn cho em nhá. Đây. Rất là xịn sò luôn, có mút của nó này. Siêu uy tín luôn này các bác này, hai bên mút luôn nhá. Hai bên mút của nó là mút đúc nguyên khối luôn các bác thấy không? Siêu xịn luôn. Các tình yêu ơi, khối lưới cho em nhá. Toàn bộ cái phần lớp lưới bên trong này. Lớp cái lớp mà nó may ở bên trong là may lưới cho em nhá. Lưới thông hơi thoáng khí luôn. Nên là các bác đi tập cho em này nó sẽ là thông hơi thoáng khí, giúp cho mình đi tập này, nó thoải mái các tình yêu ạ. Mặc nó thoải mái, nó mát các tình yêu nhá. Rất là đẹp luôn mà nó nâng giữ ngực cho mình cực kỳ tốt luôn. Chất liệu thun poly cho em này. Cổ này các bác ơi, cổ nó may như này nhìn nó rất là trẻ các tình yêu ạ. Cổ tròn cho em nhìn nó rất là trẻ, dễ mặc các tình yêu nhá. Khối với quần nào cũng xinh luôn. Màu nào cũng đẹp các bác ơi. Cái tông màu nâu này cũng sang này. Màu nào cũng đẹp luôn, rất là nhiều bác chốt rồi nhá chị yêu ơi. Chị Chu Phương Linh này, chị lấy màu nâu và màu xanh xem màu ok tình yêu luôn nhá. Cho số điện thoại cho em đi, comment cho em quả 4 nhá. Quả 4 để sai điện thoại cho em với. Chị đồ ngủ xinh này, Sốc ơi, Hà Nội ship trong ngày không có chị yêu ơi. Bác đồ ngủ xinh ơi, bác cứ nhắn tin qua cho em đi nhá. Em ship luôn trong ngày cho bác luôn. Chị Nguyễn Anna và chị Mai Ngọc cho số điện thoại cho em tại live vậy ạ. Comment số điện thoại có đơn nhá. Rồi, tình yêu Mai Ngọc và Nguyễn Anna ơi, hai bác cho số điện thoại đi chị ơi, cho số điện thoại đi để được giá trên live nhá. Xong cho em mã này là mã quà số 4 cho em này, 229 một áo thôi. Và được và các tình yêu mua hai áo được miễn phí ship nhá. Mua hai áo được miễn phí ship luôn. Các bác ơi, cái chất liệu của nó ấy, siêu xịn luôn em, nó thật ghê. Những cái con áo này nhà em rất là nhiều khách hàng feedback nhà em, mặc mấy năm mới như mới luôn. Có những chị gọi là tại sao chị mua ấy, mãi nó không mặc, nó không cũ đi để mà mua hàng mới cái tình yêu ạ. Mãi nó không cũ luôn bởi vì cái mút của nó rất là bền. Mặc quăng quần máy giặt thì không bị xô lệch quả mút này các bác ơi. Quăng quần máy giặt thoải mái luôn, không sợ là bị xô lệch quả mút ấy. Mà cái tình yêu mặc đi tập cho em mùa hè nóng như thế này, nó cởi bỏ qua áo lót cái tình yêu ạ. Cởi bỏ qua áo lót mặc mặc cho nó thoải mái, chứ các bác mặc áo lót nó rất là nóng. Mà những con áo mà mặc phải áo lót nó nóng cực kỳ luôn các bác ạ. Cho nên các tình yêu mà đang muốn săn một áo và đang mút đúc nguyên khối, đi tập cho mình mặc mát nhá, không phải là không phải máu lót, thì các bác thì có thể săn cái mã này cho em, nâng đẩy ngực cực kỳ tốt luôn. Em có mua áo thun dệt kim không em? Dệt kim á chị yêu ơi. Áo phông để mã sau đi chị yêu ơi. Em vừa lên một cái áo phông là mã chất liệu của nó là chất thun lạnh nhá chị yêu ơi. Lát nữa em sẽ lên mã mới thôi chị yêu ơi. Săn cho em mã này là mã quả số 4 cho em nhá. Em mặc qua cái tông màu xanh đi. Em mặc qua cái tông màu xanh rồi em qua mã nhá. Rất là nhiều bác săn được rồi thì em mặc nó cái tông màu xanh đi rồi em qua mã. Cái tông màu tím này rất là nổi này các chị ơi. Bác thì nhiều bác lại thích cái tông màu tím ý. Mặc nổi cực kỳ luôn. Mặc cái áo này mặc với lại cái quần cho em đi. Mặc với con quần mã quà 3 cho em hợp cực kỳ luôn này. Sau lưng nhá. Xinh chưa các bác ơi? Rất là xinh luôn. 230.000 một con áo này thôi nha các chị ơi. 230.000 thôi. Săn cho em mã quà 4 nhá. Quà 4 cho em. Bác nào mà chưa săn được cái con quần này thì săn cho em là mã quà 3 này. 199.000 thôi nhá chị ơi. Đen này, tím này, cam này, có màu nâu nhá. Quần mã gì em chị ơi? Cuối quần là mã quà số 3 cho em chị ơi ạ. 199.000 thôi nhá. 199.000 thôi. Em đang mặc cái tông màu nâu đấy bác ơi.
nâu này đẹp chưa? Xinh cực kỳ luôn ấy. Nó quan trọng là nó ren vô bụng cực kỳ tốt này. Các bạn thấy không? Nó dai, cái vải nó dai, nó đanh ấy. Và nó ren vô bụng cho mình cực kỳ tốt luôn các bạn. Cạp qua rổ luôn nhá. Tình yêu muốn săn mã quần này, săn cho em mã quả ba. Em mặc cái tông màu à? Em thay mã luôn nhá, em thay mã đi. Các chị làm chốt quần cho comment cho quà ba nhá. Quà ba kèm màu, kèm size, kèm điện thoại cho em ạ. Chị làm chốt áo với người em ngoài cứ lên cho em mã số 4. Em ngoài đang mặc tông màu tím rất xinh ạ. Cái mã này nhá, nó có một cái xinh ở đây là nó không có bản mắc cài. Chị nào mà thích mặc phục em Black thì chỉ bắt chéo link đan dây điệu này này thì sang cho em mã này nhá, chỉ mã này mới có. Độc quyền nhé em luôn chị ơi. Hàng hot này, hàng mới này các chị ơi. Thấy hàng em lên hàng mới mà đủ màu đủ size săn luôn nhá. Em ngoài đang mặc là tông màu tím. Tím và xanh là hai màu là sáng da dễ mặc hết. Bây giờ thích hai màu đấy chốt luôn cho em đi. Tại live xem cô bé lúc này về giá cho mình có bao nhiêu ạ? 230 một áo. Và từ hai áo miết thủy ship luôn các chị ngắm này. Hàng polyvip các bà ơi, hàng full polyvip cho em nhớ. Nhìn cái phần bên ngoài này, mềm mát cho em luôn, không bao giờ lo vấn đề là bị xù, bị bay. Quả mút của em thì là quả mút thông hơi thẩm thủy các chị ơi. Bút đúc một nguyên khối cho em luôn, nguyên khối nguyên bản bút đúc cho em cao cấp như này, thông hơi thẩm thủy này. Các cái phần sườn bo của em đều là lưới hết các chị ơi. Các cái phần sườn bo quanh áo của em đều là lưới hết. Mặc đảm bảo cho em là thấm hút mồ hôi tốt này. Form áo thì giữ định hình cho mình tốt ạ. Giữ định hình form ngực cho mình vòng 1 cho em cực kỳ tốt luôn. Lên form cho mình từ 40 cân đến 70 cân là mình có size cho em nhá. 40 cân đến 70 cân có size em áo này. Em áo này là có 102 các chị ơi. Trong cửa hàng em mã này là hot này. Mới về này, hàng new, hàng mới này. Có 102 luôn, chưa mã nào có như cái mã này đâu. Các chị ơi thấy mã này lạ không? Thấy mã này mới không? Yêu thích những dòng quần áo bút đúc rồi, mặc cho em luôn, săn trải nghiệm luôn đi ạ. Áo này sale luôn cho mình tại live là 200 bao nhiêu? 230.000 một áo. Từ hai áo miễn phí ship luôn ạ. Tông màu tím nút, cái tông màu tím các bạn vừa mặc này. Đây là tông màu nâu này. Bốn màu nhá, chị yêu nào thích cái con áo này rồi comment luôn cho em là mã số 4 để có đơn nhá. Đen dầu dáng này, có tông màu xanh lá nữa. Toàn màu dễ mặc thôi, lên form xinh cho em nhá. Lên form xinh cho em luôn, không bao giờ lo vấn đề là cái phòng mục của mình nó bị sập sệ. Mặc đi tập không thoải mái, cứ xem bra bút cho em luôn. Bao là giữ định hình form ngực, cố định form lên đẹp cho em ạ. Em hoài mix bra cho em tình yêu săn với lại quần logo cũng đẹp này. Logo mã số 5 nhá. Tình yêu ơi, bác nào mà chưa con mà lấy được mã 3 thì comment cho em mã 3 nhá. Mặc chất vải mê luôn, cảm ơn bác Nguyễn Lâm rất là nhiều luôn chị yêu nhá. Cho chị xem áo thun gì kem chị ơi. Hiện tại thì nó chưa có đây chị yêu nhá. Lát nữa đi hoặc là bác nhắn tin các fanpage giúp em nha chị ơi. Hôm qua chị chốt trên live không thể gọi điện chốt đơn chị yêu Lan Ngọc ơi. Rồi tình yêu để lại số điện thoại đi để em xem lại đi. Nhiều khi là có thể là bác cho sai số ấy. Hoặc là em gọi điện bác không được chị yêu ạ. Rất là bác cứ cho số điện thoại giúp em nhá chị yêu, cho lại đi. Lát nữa em sẽ gọi điện và chốt đơn cho các tình yêu luôn nhá. Quần mã số 3 cho em này em lên luôn cái mã quà mới nhá. Lên luôn cái mã quà quần Joker luôn này. Từ đầu giờ em chưa lên mã quần Joker nào thì bây giờ lên luôn cho các tình yêu săn. Rất là nhiều bác đi tập thì có cái tình trạng là lại không thích mặc quần đùi các chị ạ. Không thích mặc quần đùi mà lại muốn mặc quần dài, nhưng mà quần dài là phải làm sao? Mùa hè nóng như này thì quần dài mặc nó phải mát, chất liệu nó phải mát, phải nhẹ, phải mặc nó thoải mái các tình yêu với mặc được đúng không? Trời hè mùa hè nóng 40 độ như thế này thì em lên luôn cái mã này cho em các bác luôn nhá. Chất liệu full poly cho em này. Sờ cái quần nó mát như kiểu là lắp cái điều hòa vào người mát như kem là có thật luôn các bác nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán xem là có đúng như em nói không nhá. Mặc cái quần này nó rất là mát luôn, mặc dễ mặc mùa hè cho em, mặc mùa hè, mặc mùa thu cho em, mặc mùa đông cho em đều được luôn. Quần này chất liệu siêu mát luôn các bác ơi. Sờ ấy, chất liệu rất là mát mà chất đơ, mà cái cặp của nó là cặp thun nhá. Cặp thun nên là các bác yên tâm là nó sẽ không sợ là bị ok tình yêu Lan Ngọc nhá chị yêu nhá. Ok bác luôn, lát nữa sẽ gọi điện nhá chị ơi. Cái cạp của nó là cái cạp thun cho em này, không có sợ là bị hàn bụng các tình yêu ạ. Không sợ là bị hàn bụng luôn. Và riêng con quần này nó rất thiết kế rất là phù hợp với phong người Việt Nam của mình luôn. Các tình yêu thấp các bác vẫn có thể mặc cho em thoải mái luôn nhá. Cái phần ống của nó là bo thun nhẹ nhàng cho em như này. Nên là các bác thấp các bác vẫn mặc được cho em luôn. Các bác ca mặc cái gì cũng đẹp rồi. Nhưng mà cái quần này nhá, các bác thấp mặc cho em cũng vẫn là đẹp luôn các chị ơi. Chị ơi em lên bộ mã lúc có màu tối chị ơi nhá. Tí nữa em cho bác xem lại nhá. Em đang mặc cái tông màu xanh than này các bác ơi. Xanh than đẹp chưa? Xanh than siêu xinh luôn. Ô quần này lên hôm nay lên cho các bác là 249.000 nhá các chị ơi. 249.000 xong cho em con quần này luôn này. Cạp của nó siêu cao luôn này. Mặc với lại cái con áo phông ấy. Áo phông cũng được mà mặc cái con áo bờ la cho em cũng rất là xinh luôn. Cái màu xanh than này các bác. Xanh than cho em đây. Mặc con này đi giày vào cho em quá là đẹp luôn ấy. Lên cho em quả 5 nhá. Quả 5 cho em.
chất liệu là thun poly ấy, chị yêu ơi. Thun poly rất là đẹp luôn. 240 chị Lan Ngọc này, chị lấy do cơ màu xám, một cái tình yêu luôn nhá. Đấy là màu tím nhá. Màu tím thì em nút cho em nhá. Tím nút, đây chị yêu nhìn thấy không? Cái màu này là màu tím nút cho em chị yêu nhá. 249 nhưng con quần này thôi. Cái chất liệu này là cái chất liệu VIP nhất trong cái dòng thun thao của em rồi. Thun poly luôn ấy. Mặc rất là mát luôn, em thật các bác mặc mùa hè đi tập cho em cũng được. Mà mình trước khi mình đi tập ấy, mình đi ra đường ấy, nó mặc giống như là một con quần chống nắng cho mình luôn này. Màu xanh nhá. Màu này màu tím nút cho em chị yêu ạ. Tím nút cho em bác nhìn nhá. Nhìn kỹ cho em nhé, màu tím nút. Cái màu tím nó chung là màu này nhẹ nhàng, dễ mặc chị yêu ạ. Dễ mặc cho em. Cái đầu tiên là màu đen này. Màu đen này, màu đen cho em này. Màu đen này, màu xanh lá này, tình yêu này. Màu tím nút cho em. Tím nút cho em là một tông màu xanh than. Em mặc là tông màu xanh than chị yêu ạ. Và là những màu đẹp dễ mặc thôi. Lê cho em mặc quần 5 249 con quần này thôi. Siêu xinh luôn đấy, con quần này nhiều khi em dơ lên các bác thấy chưa thấy đẹp. Nhưng mà khi con người mình rồi nó mới đẹp nhau chị ạ. Có đủ size luôn, 40 cân đến 70 cân mặc vừa thoải mái cho em luôn nhá. 249 nghìn một quần thôi, và mua từ 2 quần nhà em sẽ miễn phí ship nhá. Rồi, tím ok tình yêu nhá. Ok bác Lan Ngọc luôn này chị yêu này. Ok bác luôn nhá tình yêu ơi. Đẹp chưa? Nó chị bộ đỏ em mặc các tình yêu ơi, chưa săn được thì săn cho em mặc quả 5 nhưng qua mà rất là nhanh. Chị em đã bảo em mặc lên luôn cho tình yêu con bộ này nhá. Bộ Naqui em mới về. Được 3 tông màu phục vụ tình yêu ạ. Màu đỏ rượu này sẽ có size S, size M, size L. Các chị ơi, bộ này là bộ quá là hot luôn. Quá là hot ngày năm nay. Các chị nào mà không có cơ hội săn, chưa săn được thì nhanh tay săn cho em nhá. Màu xanh dương bắt mắt quá đi chị ơi. Màu vàng này, vàng sáng da của em đây. Các bác ơi, săn mã bộ đùi cho em tiếp theo nữa. Sẽ là mã số mấy ạ? Bộ đùi thể thao. Bộ đùi thể thao Naqui của em sẽ là mã số 6. Quần giúp cơ đã mã số 5 rồi. Chị nào đang muốn săn bộ này nhanh tay cho em nhá. Em có size số cho mình rồi, mới về hàng luôn. Hàng new, hàng mới là em luôn phục vụ mình lên đầu tiên luôn. Hoặc là về một cái là phải lên luôn. Cái tình yêu là đỡ phải chờ lâu. Hôm nào rất nhiều chị hỏi em bộ này. Sale luôn tại like các chị ơi. Sale luôn tại like bộ đỏ này. Bộ đỏ rượu đấy mới là hot các bà ơi. Bộ này em về đâu cháy hàng đấy luôn. Sale các chị tại like là 270 đồng bộ. Mã số 6. Miễn phí ship luôn từ bộ đầu tiên giúp em nhớ. Đỏ mật quá là xinh luôn, quá là chảnh các chị ơi. Chất thun cho em nhá, chất thun mặc bao là mát mịn luôn. Các bà từ 40 cân đến 60 cân là có size nhá. Đỏ có S, M, L ạ. Mã này sẽ là mã số 7. Bộ đùi Naqui của em đây. Các chị ơi, 270.000 nhá. Nhận về tay một áo phông thun lạnh cao cấp. Một con đùi hai lớp phối cạp cho em xinh quá. Đẹp nhá. Đúng rồi, có 3 tông màu nhá. Mấy phải đang mặc rất là chen luôn. Đỏ này, vàng sáng da cho em này và xanh dương nhá. Chị yêu ơi, chị Hạ Hồng Sô-cô-la đây, bộ đỏ đây bác ơi. Comment mã đỏ Naqui số 6 ạ. Đúng rồi, màu đỏ lấy tông màu đẹp nhất các bác ơi. Có thể mặc màu đỏ không? Sáng da, em rất là đen luôn. Nhưng mà các tình yêu thấy em mặc cái màu đỏ lên này, sáng da và tông da cực kỳ luôn. Cái mã này nhá các tình yêu ơi, mã mới nhưng em hot hit luôn các chị yêu ạ. Xong xem mã này là mã số 7 nhá. Bao nhiêu? Số 6. Số 6 bao nhiêu tiền? 270.000 ship. 270.000 và được miễn phí ship luôn các bác ơi. Con này khi mà các bác đến cửa hàng nhà em nhá, giá là 290 các chị yêu ạ. Các bác bảy miễn phí luôn thì các chị bao nhiêu 3.000 phí ship đi thì vị chi ở bộ này là lên cho nhà em là có 240.000 thôi. Tính ra một con đá không này, con đá không thun poly này, một cái quần hai lớp này là có hơn 100.000 thôi các chị yêu nhá. Cái màu đỏ là cái màu đẹp nhất rồi, rất là đẹp luôn, em nói thật. Cái màu đỏ nó sang cực kỳ luôn ấy. Màu đỏ này bên ngoài nó rất là sang, đỏ rượu cho em này, các bác thấy không? Đỏ rượu cho em rất là xinh luôn này. Nó sau lưng đây nhá, sau lưng đây mặc nhẹ nhàng nha em luôn. Mặc em đi tập cho em bộ này quá là đẹp luôn. Các bác không muốn mặc áo bra thì có thể săn cái bộ đùi cho em nhé. Cái bảng màu của bộ đùi này nó siêu đẹp luôn. Chị Bích Tu Bi này, chị lấy màu đỏ, màu vàng, màu xanh, xanh mọc cái tình yêu luôn nhá. Đấy cái tình yêu ơi, săn đi ạ. Săn đi, săn cho em cái mã này là mã quà số. Săn cho em cái mã này là mã quà số 7 cho em đi các chị ơi. À quà 6 cho em đi. Đây nhá, tông màu vàng đây các bác ơi. Vàng năng lượng sáng da cực kỳ luôn này. Đẹp chưa? 270.000 và được miễn phí ship luôn nhá chị yêu nhá. Chất liệu vải của nó quá là xịn sò luôn. Em mặc mà em đứng đây em nổ hết da gà lên rồi các bác ơi. Mặc nó lạnh ấy, mặc cái chất liệu vải nó quá là lạnh luôn mà đứng ở đây nhà em cũng bật điều hòa nhẹ nhàng thôi nhưng mà mặc cái bộ này lên ấy mặc nó lạnh. Em thấy nó lạnh nó nổ hết da gà lên luôn này các bác này. Lên xem lửng chị yêu ơi. Chị băng băng tím ơi, lên xem lũ lửng chị yêu ơi. Cái bộ đấy là bộ nào nhỉ? Bác comment cho em xíu đi. Đây em xin yêu nhá. Cái màu xanh này cho em này, rất là mát mắt luôn này. Màu xanh mát mắt này, dễ mặc này các bác thấy không? Màu xanh này đẹp cực kỳ luôn này. Nói chung là bảng màu quá đẹp, nhiều khi mình không biết là chọn màu gì luôn ấy. Nếu các bác không biết chọn màu gì thì các bác có thể lấy luôn một lúc hai bộ đi. Luôn một lúc hai bộ cho nhà em đi. Miễn ship luôn nhá chị cũng nhá. Đây là màu xanh này. Mặc mua về mặc thay đổi ấy, phần tay của nó nhá. Phối cho em này. Cái in logo của nó này đẹp chưa các bác ơi? Rất là thể thao luôn.
in logo của Na Quỳ ở đây nhá, các chị yêu nhá. Đẹp chưa các bác ơi? Rất là đẹp luôn, xinh cực kỳ luôn. Cái tông màu xanh này, vàng này, tông màu đỏ cho em này. Rất là đẹp luôn ấy, cái tông màu đen đâu ta? Chị còn bộ xanh S thôi, còn bộ xanh S thôi. Đúng rồi nhé, còn chị nào lấy đen không? Còn một bộ đen S thôi ạ. Ê, tình yêu ơi, cái màu đen thì rất là nhiều bác thích rồi, nhưng mà nó đang hết hàng ấy. Nhé, chỉ còn size S thôi. Vàng 62 cân có size chị Kiều Tigon ơi. Có size chị yêu nhá, mặc cho em size L là đẹp luôn đấy chị yêu ạ. Màu đỏ đẹp lắm đấy các bác nhá, bác nhá. Bác Phúc đấy, bác bảo là màu đỏ đẹp lắm chị yêu ạ. Màu đỏ là bên ngoài của nó đẹp hơn trên like rất là nhiều luôn ấy. Các bác nhiều bác nhận hàng nhé, ngỡ ngàng ấy. Sao cái tông màu bên ngoài nó đẹp thế mà chị nhìn trên like cũng bình thường ấy. Chị nhìn trên live nó cũng đẹp rồi, nhưng mà bên ngoài nó quá là đẹp luôn ấy các chị yêu ạ. Bên ngoài các bác nhận hàng cho em phải ngỡ ngàng luôn nhá. Quá là xinh, quá là đẹp luôn. Chị yêu mặc màu vàng cho em cũng đẹp này. Màu vàng cho em cũng xinh này. Vàng rất là đẹp luôn, bên ngoài xinh cực kỳ luôn các bác ạ. Vàng với đỏ hai tông màu quá đẹp luôn. Mà cái bảng màu này yên tâm cho em mặc máy giặt nhá. Không sợ là bị sai màu với tình yêu ơi. Bao cho các bác luôn, không sai màu, không giãn nhá chị yêu nhá. Chị Vung Nguyễn này, chị mặc 6cm, chị yêu mặc màu gì? Cho số điện thoại cho em đi chị Vung Nguyễn ơi. Chị yêu cho số điện thoại cho em nhé chị yêu nhé. Cái tông màu đen này các bác ơi, còn một bộ duy nhất size S thôi nhá. Lẻ size rồi rất là nhiều. Cho nên là các tình yêu ơi, săn cho em đi ạ. Cái bộ màu đen này chỉ còn duy nhất một bộ size S thôi nhá. Có màu hồng không em? Chị yêu Phượng Hoàng ơi, không có màu hồng nhá. Bộ này không phải bộ Na Quy mà có màu hồng đâu ạ. Mã mới mà. Cái mã này là mã mới nha em, mới về luôn nên là cái bộ này nó mã này nó không có màu hồng chị yêu ạ. Quần quần hai lớp cho em luôn nhá. Đây, em đừng nghe cho bác xem cái quần của nó đây. Rất là đẹp luôn này. Quần cho em là quần hai lớp hồi lưới cho em như này nhá. Đây nhá, bên trong này có túi đựng tiền, điện thoại thoải mái cho em luôn ở bên trong này luôn này. Các bác có thể đựng tiền, điện thoại hoặc là các bác không đựng ấy. Em nghĩ là các bác không nên đựng các chị yêu ơi. Mặc đi tập cho em mặc đựng cái chìa khóa thì ok các chị yêu ạ. Chứ ví dụ như mình mặc cái quần này mình mặc nó hơi nó mình ngồi ấy, mình ngồi khoanh chân, ví dụ mình tập yoga thì nó hơi bị ấy, nó hơi khó chịu một tí các chị yêu nhá. Đây cái màu đỏ đây các chị yêu này. Rất là đẹp luôn, phối lưới cho em như này. Xinh chưa? Có dây này, có dây điều chỉnh eo cho em ở đây nhá. Gần như là mình không cần điều chỉnh đâu bởi vì cái chun này nó co giãn rất là tốt rồi các chị yêu nhá. Cặp của nó là cặp cao co rốn này, ôm hết mỡ bụng luôn. Đây một màu đỏ đây các bác ơi, xinh chưa? Màu đỏ rất là xinh luôn. Có đủ size 40 cân đến 70 cân nhá. Chị Vũ Nguyễn ơi cho số điện thoại đi chị yêu ơi, cho số điện thoại cho em đi. Bác ơi. Chị Hương Nguyễn này chị lấy màu đỏ này, màu xanh CM này ok tình yêu luôn nhá. Các bác đợi em một chút em sẽ thay cho màu xanh thì đẹp lắm. Em rất thích cái tông màu xanh này luôn ấy. Các bác thấy màu xanh đẹp không? Nhiều bác lại thích cái tin màu xanh này. Bác có chơi là màu xanh nhá, đẹp chưa? Tông màu xanh bên ngoài của nó siêu xịn luôn ấy. Siêu xinh luôn ấy, cái bộ này, cái màu nó rất là đẹp luôn ấy. Màu rồi bác Hùng Nguyễn, rồi Vung Nguyễn ấy chị yêu nhá, ok bác luôn nhá. Còn cái màu chị yêu ơi, chị Phượng Hoàng ấy, nếu mà bác thích cái tông màu hồng tím ấy, săn cho em cái mã này đi. Cái mã này là mã bộ còn một cho em nhá, 250.000. Và đừng miễn phí ship luôn nhá. Màu tím cho em này. Đây hồng tím thôi bác ơi. Bác bộ này có đủ size luôn ấy. Bác lấy thì comment cho em mã còn một nhá. Rất là xinh luôn này. Quần là quần hai lớp luôn. Chất liệu là chất thun lạnh nhá. Thun lạnh cho em này. Rất là đẹp luôn này bác ơi. Cái bộ màu hồng này chưa lên nhé. Chưa lên đâu chị ơi. Bộ lửng nâu á. Lửng nâu nào nhỉ. Rất là nhiều bộ lửng luôn tình yêu ơi. Lát nữa em sẽ lên nhá. Tình yêu cứ comment đi. Chị em đang lên lấy đồ rồi. Đang đi soạn đơn cho các bác rồi nhá chị yêu nhá. Soạn đơn rồi. Cái tình yêu nào mà đang thích cái bác còn một. Thích cái màu đỏ ấy. Màu đỏ mà nó đổ màu đỏ tươi hơn một chút. Thì các bác có thể săn thêm nó khoảng một nhá. Đây, rất là nhiều tông màu đẹp luôn. Cái tông màu đỏ đâu rồi, áo đỏ đâu. Đây, lê cho các bác cái mã khoảng một này luôn. Cái tình yêu ơi. Cái màu đỏ mã khoảng một cho em. Cái màu thứ nhất là cái tông màu đỏ cho em này. Mã khoảng một cái màu đỏ này nó sẽ tươi hơn nhá. Nó tươi hơn cái màu đỏ của em. Bác nào mà thích cái tông màu đỏ sang ấy thì các bác có thể lấy cái tông màu đỏ của em. Còn đỏ này nó sẽ là kiểu năng lượng các chị ơi. Bộ màu tím bao nhiêu chị ơi? Bộ màu tím là 250.000 nhá. Và đừng miss ship luôn. Đây nhá, em lên cho các bác cái bộ quà 1 nhá. Bác nào mà vào muộn chưa săn được thì săn xem mã quà 1 này. Cái tông màu đỏ thứ nhất nhá. Đây các bác ơi, hàng chuẩn hàng lít luôn này, lưới thông hơi trắng phí cho em này. 250.000 một bộ này và đừng miss phí ship luôn toàn quốc luôn nhá chị yêu nhá. Đây, mã cho em mã quà 1 quần 2 lớp cho em luôn nhá. Mã quà 1 cho em này. 250.000 nhá. Và đừng miễn phí ship luôn. Đủ size S mà lấy L luôn. Tông màu đỏ và tím này. Chị yêu này. Rất là đẹp luôn. Cái tông màu tím mặc nó nhẹ nhàng và dễ mặc cực kỳ luôn. 250.000 mã quà 1 cho em nhá. Comment cho em mã quà 1 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Cái tông màu thứ tiếp theo đó là cái tông màu xanh này các chị ơi. Xanh cho em đây. Xanh này là xanh la vi nhá. Rất là dễ mặc luôn. Màu xanh la vi này. Rất là đẹp luôn. Cái màu xanh mặc nó mát mát đấy. Quần xanh đi với áo xanh cho em luôn nhá nhá. Một bộ luôn. Rất là đẹp luôn. Tông màu xanh này. Rất là mát mắt, dễ mặc.
À, bộ đang mặc không có màu hồng nữa chị yêu ơi, không có màu hồng nữa chị ạ. Cái bộ em mặc không có, nó không sản xuất cái dòng màu hồng luôn đấy bác ơi. Màu xanh cho em này. Màu xanh cho em này. Ở màu xanh này nhà em chỉ có size L, size XL thôi nhá. Từ khoảng 55 cân trở lên các bác mặc cho em cái bộ này nhá. 55 cân trở lên mới mặc được, còn nhà em đã hết sạch hàng luôn các bác ơi. Hàng nhà em á, kiểu những cái bộ đùi nhà em rất là hot luôn ấy. Nhất là cái bộ đùi em đang mặc đây. Hot cực kỳ luôn, nó lẻ size rất là nhanh thôi. Nên là các bác không nhanh tay là lẻ size nhanh cực kỳ luôn này. Màu đen cho em đây. Nó còn một màu đen đây ạ. Màu đen nó còn một đây là nó còn size S và size M, size L cho em nhá. 250.000 một bộ thôi chị ơi. Có quần dài không em? Rất là nhiều quần dài luôn. Bác muốn hỏi quần nào đi. Nếu mà quần dài thì em có thể cho bác xem cái mã quần quả năm này chị ơi. Cái mã quần quả năm này cho em nhá. Quần Joker cho em này. Cái quần này đủ size từ 40 cân đến 70 cân mà vừa thoải mái cho em luôn. Màu xanh này. Màu này là màu xanh lá cho em. À màu đen này. Màu đen này, xanh lá này. Tím cho em nhá, tím nút cho em luôn. Và một tông màu nữa, tông màu tía xanh than nhá. 200 cái quần này em lên 249.000 quần thôi. Và được mua từ hai quần này em miễn phí ship nhá. Chất liệu của nó là chất thun poly nhá. Thun poly cho em này. Rất là mát luôn. Sờ quần mát như kem mà có thật luôn các bác. Mặc cái quần này nó co giãn cực kỳ tốt luôn. Cặp của nó là cặp cao có vốn nhá. Có túi ở đây cho em. Túi này, có túi đây cho em này. Đựng tiền điện thoại, đựng tiền điện thoại thoải mái luôn. Rất tình yêu ơi. Rất là đẹp luôn, quần này rất là nhiều bác săn rồi. Chiêu nào chưa săn được thì săn xem mắc quả năm nhá. 249.000 quần thôi. Mua từ hai quần miễn ship luôn nhá, tình yêu nhá. Mua hai quần miễn ship luôn. Chiếu xanh xanh, nếu mà bác thích cái bộ quà một thì săn luôn đi ạ. Mới có giá trên like nhá, nhiều bác cứ lăn tăn. Xong các bác lại chụp hình lại, chụp màn hình lại, xong lại nhắn tin con vết nhà em là cái bộ này hôm trước chị thấy trên like có 250.000. Tại sao hôm nay hỏi giá lại lên 290.000, hoặc là lên giá hơn 300.000. Thì các tình yêu phải săn trên like cho em luôn nha. Săn luôn trên like đi, bởi vì nhắn tin qua fanpage nhà em vẫn mua được. Sẽ không có giá này đâu chị không nhá. Sẽ không bao giờ có giá này đâu các tình yêu ơi. Rồi, em qua cái màu vàng đi. Bà kia bà đâu rồi? Em mặc qua cái tông màu vàng nhá các chị không nhá. Mặc qua cái tông màu vàng đẹp lắm luôn này. Các bác ơi, muốn lên mã nào? Không muốn lên mã nào nhở? Lên bộ đùm dài á. Đùm dài bà, đây. Dài luôn nhá chị ông nhá. Lên bộ lửng dài luôn này. Chiều các bác hết tắc luôn nhá. Em sẽ lên cái mã này là mã quà số 8 cho em các chị ơi. Lên cho em mã quà 8 đi ạ. À quà 7 cho em á. Quà 7 cho em luôn. Cái tông màu thứ nhất là tông màu đen này. Các tình yêu ơi, đen siêu dấu dáng luôn này. Quần cho em là quần dài nhá. Quần dài cho em đây. Cái bộ này cho em lên cho em các bác ơi. Lên cho em bộ này 269.000 nhá. 269.000 bộ này thôi các tình yêu ơi. Một con quần dài giúp tôi như thế này. Và một con áo phông thun lạnh nhá. Đây các bác ơi, đẹp chưa? Cái áo phông thun lạnh của nó này, hàng chuẩn hàng lít luôn các bác ơi, đẹp chưa? Rất là xinh luôn. Cái tông màu thứ hai nó là cái tông màu đầu tiên là màu đen nhá. Màu đen cho em này. Màu thứ hai là tông màu vàng cho em này, xinh chưa các bác ơi? Hàng chuẩn hàng lít luôn này. Quần dài cho em như thế này nhá. Quần dài cho em như thế này luôn này. Cái tông màu áo em quên mất, cái tông màu áo màu vàng phải đi với lại quần màu vàng, các bác nhìn thấy không? Áo màu vàng đi với quần màu vàng cho em này, rất là xinh luôn. Em lên cái bộ này là 269.000 một bộ. Có đủ size từ 40 cân đến 70 cân mặc vừa thoải mái luôn nhá các chị yêu nhá. S, M, L, XL luôn. Bộ em đang mặc chị ơi, bộ em đang mặc là 270.000 được miễn phí ship luôn nhá. Cái bộ dài này size to nhất của nhà em là size XL chị ơi. Đến từ 63 cân đến 70 cân mặc cho em size XL là vừa đẹp luôn nhá. 60 cân đến chị yêu đang ở đâu thì bác cứ ở bên đấy cho em. Tình yêu nhá, đang ở đâu thì ở yên đấy cho em này chị yêu này. Đây nhá. Đây, màu vàng đây đẹp chưa? Đây, quần của nó đây nhá. Quần của nó đây siêu đẹp, siêu dễ mặc luôn ấy. Rất là phù hợp với phong người Việt Nam mình luôn này. Chị yêu Hạnh Phương này. Ok tình yêu luôn, màu đỏ size L nhá. Ok bác luôn, có màu đỏ size L cho bác luôn, rất là đẹp. Cái tông màu đỏ đẹp chưa? Đỏ rất là sang ấy. Rất là sang luôn, cái tông màu đỏ sang cực kỳ luôn. Em xem lại bộ ngắn hồng á. Chị yêu ơi, không có bộ ngắn hồng, hôm nay em chưa lên màu hồng cái bộ ngắn nào luôn ấy. Cái bộ này nhà em lên là mã quà 7 nhá. Quà 7 cho em này. Bộ 269.000 một bộ thôi. Cả một cái con quần joker như thế này. Và một con áo phông thu lạnh này. Phối lưới cho em như thế này. Hàng chuẩn hàng của Lít luôn. Hôm nay lên sale cho các bác 269.000 thôi nhá. 269.000. Chị yêu mặc size to nhất thì lấy cho em size XL cho em mà đẹp nhá. Comment cho em mã 7. Kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em đi ạ. Đây cái mã màu tím đây các bác ơi. Tím đẹp chưa?
tím này, tím Huế cho em nhá các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Cái tông màu tiếp này, tím này, hồng này, đen này. Các bác ơi, tím hồng đen cho em 3 màu luôn các bác nhá. Xong cho em mã quả 7 cho em đi ạ. Xong cho em mã quả 7 nhá. Một tông màu nữa đây các bác ơi. Một tông màu nữa là tông màu hồng cho em này. Đây, hồng cho em đẹp chưa các bác ơi? Hồng này, đẹp chưa? Hồng nhá, áo hồng đi với quần hồng cho em đây, quần kẻ sọc hồng cho em đây. Mã quà 7 cho em nhá các chị yêu nhá. Quà 7 cho em này, kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em luôn nhá. À, chị yêu Thanh Huyền này, chị lấy mã 7 này, một đẹp size là ok tình yêu luôn nhá. Ok bác luôn, có size là cho bác rồi các tình yêu ơi. Comment cho em đi. Bác nào mà đang lăn tăn cái bộ này thì có thể comment cho em nhá. Lăn tăn là cuốn hụi luôn chị ơi. Cái bộ này một quần giúp ơi, ít lên là 250 rồi. Quần áo không thu lại này lên phải là 180.000 là ít nhất ở trên line. Nay sale cho bác luôn, sang sale luôn 269.000 và được miễn cái tình yêu nhá. 269.000 luôn và mua từ hai bộ nha, miễn phí ship luôn nha. Cái tình yêu ơi, xăm cho em nhá, cả quần cả áo luôn này. Em mặc lên đi em chị yêu ơi. Đợi em một chút nhá, em sẽ mặc lên sau nhá. Tình yêu ơi, tại vì em đang ở đây một mình thôi các chị yêu ạ. Lát nữa em sẽ mặc lên cho bác ngắm nhá các tình yêu nhá. Còn nói chung là cái bộ này rất là dễ mặc các bác ơi. Cái bộ này dễ mặc lắm. Mặc cái phong người Việt Nam mình ấy, các bác đẹp có thể mặc được, đẹp cho em luôn nhá. Cái bác nào mà thấp 1m50 trở lên là mặc được rồi. Nó có bo ống nhẹ nhàng ở dưới này luôn nhá. Bo ống nhẹ nhàng ở dưới này luôn này các chị yêu này. Nên là các tình yêu mà thấp, các bác vẫn yên tâm mặc đẹp cho em luôn nhá. Chào bác Nguyễn Minh Hiếu này, tình yêu này bác Hương Nguyễn này, chỉ lấy một bộ màu vàng, màu hồng, size M, ok tình yêu luôn nhá. Comment cho em mã quả 7 đi ạ. Đây các bác ơi, nhìn cái lưới đằng sau của nó này. Lưới thông hơi thoáng khí này các bác thấy không? Lưới cho em là lưới thông hơi thoáng khí luôn này. Rất là đẹp luôn, hàng chuẩn hàng của Lip, in logo phản quang này cho em như này nhá. Xinh chưa? Cái tông màu tím, màu hồng và màu vàng cho em này. Năng lượng sáng da cực kỳ luôn nhá. Cái tông màu thứ hai là tông màu hồng này. Hồng này, vàng này, đen này các tình yêu ơi, đen này và màu tím cho em nhá. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn, cái tông màu tím Huế cho em này. Rất là xinh luôn ấy, cái áo thun lạnh này mặc mát cực kỳ luôn này. Chất liệu của nó rất là mát, nhiều bác đi tập lại không muốn mặc quần cọc ấy, không muốn mặc quần đùi, không muốn mặc quần cọc thì có thể là lê cho em cái bộ này nhá chị Ngọc Yến ơi. Một bộ này là 269.000 nha chị ơi. 269.000 một bộ thôi, mua từ hai bộ nhé, miễn phí ship nhá chị yêu nhá. Chị Phương Đặng ơi, một bộ là 269.000 các tình yêu ơi. Xăm cho em mã quà số 7 nhá. Quà 7 cho em kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em luôn ạ. Đẹp lắm luôn ấy. Cái bộ em đang mặc là 270.000 thôi ạ. 270.000 thôi, các bác muốn em lên mã gì thì các bác comment cho em đi để em lên dần dần các tình yêu luôn nhá. Đây ạ, cái tông màu tím này các bác ơi. Tím này, quần tím này đẹp chưa? Toàn bộ của nó nhá là hàng của Lip luôn này các bác ơi. Kể sọc Lip in logo của Lip chuẩn như thế nào cho em luôn này. Đẹp, rất là đẹp luôn. Hàng như em là hàng loại 1 luôn nhá. Nên các bác yên tâm là không bị lo lan tâm về chất liệu đâu. Mặc rất là mát, thoáng mát luôn. Chất liệu của nó chất thun lạnh nha các chị ơi. Chất thun lạnh cho em luôn ạ. Các bác ơi, nếu mà các bác thích mã này thì sang cho em là mã quà số 7 nhá. Quà 7 269.000 một bộ thôi này. Đây, cái màu vàng đây. Màu vàng cho em đây. Cái tông bộ vàng nó rất là năng lượng luôn các bác ơi. Màu vàng này, tím này. Tím cho em này các chị yêu này. Tím cho em này. Cái tông màu tiếp theo là cái tông màu hồng cho em nhá. Hồng cho em đây. Trời, rất là nhiều các bác ơi. Mặc mà em chưa đi rơi chị em đi rơi màu đen này rất là đẹp luôn. Màu đen đi với quần đen nhá, em lên cái mã khác nhá chị yêu nhá. Lên luôn cái mã khác đây các bác muốn em lên áo không ami không các bác ơi, muốn em lên áo không ami bao nhiêu chị yêu ơi? 269.000 một cái bộ lúc nãy thôi nhá. Em lên áo không ami luôn này bác này, lên luôn áo không ami luôn này. Đây các tình yêu ơi, lên quần sóc lẻ chị ơi. Em vừa lên rất là nhiều cái mã lúc đấy luôn chị các bạn. Cái quần sóc thì quần đùi nhà em rất là nhiều luôn. Em lên lúc đấy rồi chị yêu nhá. Bác cứ vào lúc 11 giờ săn với em đi để được săn những cái mã ngay từ đầu luôn nhá chị yêu nhá. Đây cái tình yêu ơi, em lên luôn một con áo phong ami này. Rất là nhiều bác hỏi áo phong ami lên lâu rồi em chưa lên ấy, thì bây giờ em lên luôn cái áo phong này nhá. Cái tông màu thứ nhất là tông màu đỏ cho em này, màu đỏ này, màu đen này, màu hồng cho em này các bác ơi. Có đủ size M, L luôn. Đủ size M, L luôn này. Màu xanh than này. Màu thứ tiếp theo là màu ghi cho em này. Em lên luôn con áo này nhá, 159.000 một áo thôi. Hàng chuẩn hàng Ami luôn này các chị yêu này. Đây nhá, hàng chuẩn hàng Ami, logo Ami ở đây cho em lu159.000 một con áo này thôi nhá.
có size SML luôn này. Cái tông màu màu này nhé, màu xanh than nhé, em size L nhá. Chỉ có size S và size M thôi. Size L chỉ có màu hồng. Size L chỉ có màu hồng thôi à? Ừ. Thế là cái tình yêu ơi, tất cả là chỉ còn size S và size M thôi nhá. Rồi. S và M thôi. 40 cân đến 55 cân mặc vừa cho em cái áo này nhá. Toàn chất liệu của nó là chất thun mịn cho em này. Thun mịn cho em co giãn 4 chiều luôn. Thế tình yêu mặc yên tâm cho em là mặc mặc rất là mát, mặc thoải mái, co giãn, mặc rất là thích luôn này. Cái tông màu thiệp tiếp theo là tông màu này nhớ sang ấy, màu đỏ rượu cho em này. Đỏ rượu siêu sang luôn nhá. In logo em nhị đây cho em này. Cổ nó thiết kế là cổ tròn nên là mặc lên rất là trẻ luôn. Màu đen cho em này, màu hồng cho em này các bác ơi. Đẹp chưa? Cái tông màu hồng siêu xinh luôn ấy. Cái hàng chuẩn hàng Ami luôn các chị yêu nhá. Hàng chuẩn tắc mát Ami luôn các bác thấy không? Chuẩn Ami luôn. Cái tông màu hồng nhà em có đủ size đấy ạ. S, M, L, XL luôn. Chiều nào thích tông màu hồng thì quất cho em màu hồng đi. Đang có đủ size. Đen này chỉ còn size S và size M thôi nhá. Đỏ này size SM này. Y này chỉ còn SM thôi. Và tông màu xanh than này các chị yêu này. Chỉ còn SL chỉ còn SM thôi nha các chị yêu nha. 40 cân đến 55 cân mặc cho em size S. 40 cân đến 50 cân mặc cho em size S, 50 cân đến 55 cân mặc cho em size M nhá các chị yêu nhá. Săn cho em mã này là mã quà số 8 này. Quà 8 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Giá này chỉ có trên like thôi nhá các tình yêu nhá. Qua like nhà em sẽ về giá cũ mã này là 220 yêu ạ. 220 cho em luôn. Em mặc thử các tình yêu muốn em mặc thử thì comment màu gì cho em để em mặc thử nhá chị yêu nhá. Đây cái tông màu đỏ đây, đỏ rượu đây các bác ơi, đẹp chưa? Quần áo này các bác phối áo quần đùi cho em, hoặc quần cóc tơ cho em rất là xinh luôn. Mặc đi tập này, mặc đi chơi, mặc đi làm cho em đều đẹp luôn nhá. Cái chất liệu của nó co giãn rất là tốt luôn này. Các thấy không? Co giãn rất là tốt luôn, co giãn 4 chiều luôn cho em này. Tình yêu ơi, co giãn siêu xinh luôn ấy. Đây này, co giãn rất là tốt luôn này. Mặc quần áo này mặc cho em phối với lại cái loại nào cũng xinh luôn. Mặc cái quần đùi cho em cũng được luôn nhá. Quần đùi cho em cũng xinh luôn. Lên cho em mã quà 7 nha chị yêu nha. Tình yêu Hương Nguyễn này chỉ lấy màu đỏ và màu hồng xem màu ok tình yêu luôn nhá. Comment cho em mã quà 7 đi ạ, à quà 8 đi ạ. Quà 8 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em các chị yêu ơi. Đây, đỏ đây. Đỏ đây, chất liệu thun mịn nhá. Thun mịn cho em này, rất là mát luôn. Cái chất liệu của nó ấy, co giãn 4 chiều rất là tốt luôn. Tình yêu nào mà đang muốn tìm một con áo phông mặc đi tập, mặc gọi là mặc ở nhiều mặc đi tập, mặc đi làm đều được ấy. Mặc đi học cho em này, mặc đi tập cho em đều được luôn. Quần áo này mặc cũng rất là lịch sự ấy, mà không có sợ lỗ hở gì cả các chị ạ. Bác nào mà nhiều mụn lưng ấy, muốn đi tập mà muốn ngại, chưa muốn mặc áo bra thì có thể săn cái quần áo này nhá. Nó sẽ che hết được cái phần lưng cho mình luôn, không sợ là bị lộ mụn lưng hay là mỡ lưng mỡ nách nhá các chị yêu nhá. Rồi các tình yêu ơi, lát nữa em sẽ lên cái mã xả cái quần áo bra mua đúc lên khối luôn nhá. Các tình yêu nào mà đang muốn săn cái mã xả, giá bao nhiêu chị ơi? Cái áo này nhà em lên là 160.000 nhá. 159.000 một con áo này thôi. Và các tình yêu mua từ hai áo nhà em miễn phí ship luôn. Màu đỏ đây chị ơi, đỏ rượu này, hồng này, đen này. Ghi cho em này. Màu xanh than cho em này các tình yêu ơi. 159.000 một con áo này thôi nhá. Tình yêu mua từ hai áo nhà em miễn phí ship luôn. Và cái tông màu size L nhà em chỉ còn duy nhất một tông màu hồng thôi. Tất cả cái tông màu còn lại chỉ có size S và size M thôi các chị ơi. Cái con áo này ngày trước nhà em lên ấy, rất là nhiều bác chốt. Dạo này nhà em nó không về nữa, về lẻ sai rồi. Nên là sale cho các bác cái giá hồi là 159.000 thôi. Còn các bác nhắn tin qua fanpage nhà em sẽ không bao giờ có cái giá này luôn các tình yêu ạ. Không bao giờ miễn ship và cũng không bao giờ có cái giá này luôn các tình yêu nhá. Chị yêu ơi, comment nếu mà lò chốt thì comment cho em là mã quà 8 nhá. Quà 8 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại cho em này. Quần lửng ba lỗ ý em. Quần lửng ba lỗ chị yêu ơi, em chưa lên được cái mã đấy nhá. Đợi lát nữa em sẽ lên cái mã đấy sau chị ơi. Lát nữa em sẽ lên mang đấy sau này. Em lên xả luôn con áo bà đang mút đúc lên khối các tình yêu ơi. Xả luôn con áo bà đang mút đúc lên khối này. Xả luôn con áo này rất là nhiều màu đẹp luôn các chị ơi. Xả lỗ luôn các tình yêu ạ. Bộ lửng. Chị ơi có gì thì bác Lam Cao bác cần gấp ấy thì bác nhắn tin có fanpage nhà em nhá. Nhà em sẽ luôn có người gọi điện, luôn có người check đơn và cho các bác xem hình cam thường luôn nhá chị yêu nhá. Yên tâm cho em là xem hình cam thường. Nhà em chụp toàn bộ là hình cam thường luôn các tình yêu yên tâm nhá. Đây chị ơi. Em xả luôn áo này, ba lô mút đúc lên khối luôn này các tình yêu này. Em tâm đắc cho ta vào lại cho em cái đi để em lên cái mã xả nhá.